Chương 961, Cửu U Viêm Tước. Trước nghênh khách điện, Mục Trần cùng Liễu Thanh đứng giằng co, ánh mắt hai người đều lợi hại như đao phong, trong cơ thể của bọn họ linh lực cường hãn chấn động ra, làm không khí chung quanh đều chấn động, phát ra thanh âm vù vù. Liễu Thanh nhìn Mục Trần đối mặt với chính mình mà không lộ ra một chút yếu nhược, có chút kinh ngạc, hiển nhiên hắn không rõ Mục Trần có thực lực ngũ phẩm chí tôn, đến tột cùng là từ đâu mà đến. Bất quá Liễu Thanh cũng không đa tưởng, mặc kệ Mục Trần tâm thần bất định hay là Vũ Dũng, cũng không có quan hệ lớn với hắn, việc hắn cần làm là trong 10 hiệp đem Mục Trần bắt giữ mà thôi. Đến lúc đó, làm cho tiểu tử này biết song phương chênh lệch như thế nào, thành thật cho bọn hắn đem huyết mạch kết nối phá giải, miễn cho dẫn đến tai họa. Hy vọng ngươi thật có chút bổn sự, bằng không thì quả thực có chút làm bẩn huyết mạch cao quý của Cửu U Điện hạ rồi. Liễu Thanh nhìn chằm chằm Mục Trần, chợt không nói nhảm nữa, song trưởng đột nhiên nắm chặt, lập tức một cỗ linh lực nóng bỏng trong cơ thể bộc phát ra, sóng nhiệt cuồn cuộn, nhiệt độ trong thiên địa nhanh chóng tăng cao. Phanh, mà trong thiên địa nhiệt độ lên cao, bàn chân Liễu Thanh đột nhiên đạp mạnh, đại địa đều run rẩy thoáng một phát, phảng phất như có hỏa diễm tại dưới chân Liễu Thanh nổ ra, thân ảnh hắn hóa thành một vòng hư ảnh, mãnh liệt phá ra. Tốc độ Liễu Thanh nhanh đến mắt thường khó xem xét, lập tức xuất hiện phía bên phải Mục Trần. Lúc này hai ngón tay như kiếm chỉ, linh lực hỏa hồng ngưng tụ, trực tiếp làm cho hai ngón tay hắn trở nên đỏ thẫm, một đám hỏa diễm màu đỏ thẫm tại đầu ngón tay gào thét mà ra, thậm chí ngay cả không gian đều bị nhiệt độ cao bốc hơi bắt đầu vặn vẹo. Liễu Thanh vừa ra tay, lại không có nửa điểm lưu tình, một đạo chỉ phong, đừng nói là ngũ phẩm chí tôn, coi như là lục phẩm chí tôn cường giả bị đánh trúng, chỉ sợ một nửa thân thể đều bị nhiệt độ cao trực tiếp đâm thủng chảy máu. Ha ha, xích viêm linh chỉ mà Liễu Thanh hắn cũng thuần phục đến mức độ này rồi. Thiên Tước trưởng lão nhìn thấy Liễu Thanh một kích như lôi đình, cũng thỏa mãn gật đầu. Ở một bên Mạn Đà La, Tam Hoàng, Cửu U đều thờ ơ lạnh nhạt, bọn hắn đối với Mục Trần hiểu rất rõ, đừng nhìn hắn chỉ là ngũ phẩm chí tôn, nếu quả thật chỉ xem hắn là một ngũ phẩm chí tôn tầm thường, chỉ sợ phải ăn quả đắng rồi. Hai ngón tay đỏ thẫm, phảng phất một vệt tàn ảnh, phản chiếu trong con người đen kịt Mục Trần, nháy mắt sau đó, hai ngón tay cũng đột nhiên vũ khúc, không chút do dự hung mãnh đâm ra. Mà lúc hai ngón tay hắn đâm ra, thân thể hắn phảng phất như có kim quang phát ra, trong lúc mơ hồ, như có thêm thanh âm rồng ngâm vang vọng, chỉ thấy được một đạo tử kim long văn, đúng vào lúc này hiện tại bên trên hai ngón tay hắn, kim quang bừng bừng phấn chấn. Long Phượng Thể, chân long chi văn, hai ngón tay trực tiếp xuyên thủng hư không, sau đó cùng xích viêm chỉ quang ngạnh xanh xanh đối bính một lần. Linh lực sóng xung kích bộc phát ra, bàn đá xanh cứng rắn cũng vỡ vụn, hóa thành than trì. Hai ngón đối bính, Liễu Thanh ánh mắt vốn hiện ra cười lạnh nhưng lại mãnh liệt ngưng tụ, bởi vì đối với thời điểm va chạm, đối diện lại truyền đến lực lượng cuồng bạo, xa với tưởng tượng của hắn. Hơn nữa, hai ngón tay Mục Trần cũng vượt quá dự liệu của hắn, bản thân hắn chính là thể chất thần thú, hai ngón tay sắc bén, so với thần khí còn muốn cường hoành hơn, coi như những cường giả nhân loại chuyên môn tu thân thể ngang cấp, cũng khó cùng hắn ngạnh bính. Thân thể thật cường hãn, nhưng ta không tin lại có thể so sánh với ta. Liễu Thanh nhướng mày, hừ lạnh một tiếng, chỉ phong như điện, hóa thành vô số đạo tàn ảnh, nhằm vào điểm yếu quanh thân Mục Trần, từng đạo tàn ảnh đều là mang theo thanh âm chói tai. Bá, bá, bất quá thế công hắn tăng lên, Mục Trần cũng đối chọi gay gắt, kim quang bắt đầu khởi động, bóng ngón tay cũng phô thiên cái địa cuốn sạch ra, cùng đạo tàn ảnh ngạnh kháng. Phanh, 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 bóng ngón tay đối bính, linh lực muốn nổ tung lên, chỉ phong tàn sát bừa bãi ra, đem mặt đất phụ cận cắt ra từng đạo dấu vết thật sâu, bất quá loại dấu vết này lại không giống nhau, dấu vết của Liễu Thanh tràn đầy cuồng bạo cùng nóng bỏng, lại có thêm dấu hiệu hòa tan, mà dấu vết Mục Trần để lại thì sắc bén vô cùng, bóng loáng như kính, giống như cắt nhập đậu hủ. Đông, kình phong tàn sát bừa bãi, cuối cùng một đạo tàn ảnh chạm vào nhau, một cỗ sóng xung kích cuồng bạo bộc phát ra, trực tiếp đem hai đạo thân ảnh bắn ngược ra. Bàn chân Mục Trần dán sát mặt đất bắn ngược ra tầm hơn 10 trượng, rồi sau đó sắc mặt lộ vẻ ngưng trọng ngẩng đầu lên, hắn nhìn qua Liễu Thanh, lông mày chăm chú nhíu lại. Trách không được có thể trở thành đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ Bắc Giới, đích thật là có chút bổn sự. Liễu Thanh chậm rãi giơ tay lên, chỉ thấy được trên mu bàn tay hắn xuất hiện một mảnh vết máu dài hẹp, bàn tay hắn rung nhẹ, hỏa diễm đỏ thẫm hiện ra, vết thương rất nhanh biến mất, hiển lộ ra năng lực khôi phục thể chất thần thú. Mục Trần thấy thế, cũng cười cười, chỗ ngón tay của hắn có giọt máu rơi xuống, bất quá kim quang bắt đầu khởi động, vết máu chỗ đầu ngón tay cũng biến mất không còn một mảnh. Long Phượng Thể, so về thân thể thần thú, chỉ mạnh không yếu. Trước giao phong, hắn trợ lấy Long Phượng Thể, cũng đem thế công ác liệt của Liễu Thanh điều tiếp xuống dưới, bất quá bày ra thực lực như vậy, hắn cũng thoáng có chút kinh ngạc. Dựa theo suy đoán của hắn, chỉ sợ Liễu Thanh đã là đỉnh phong lục phẩm chí tôn, nếu đặt ở trong chư vương, cũng chỉ có thể so sánh với Tu La Vương mà thôi. Đối thủ bực này, so về Phương Nghị, U Minh Hoàng Tử, thật sự là cường hãn hơn nhiều. Hai mắt Liễu Thanh chằm chằm vào Mục Trần, trải qua giao phong, khinh thị trong mắt của hắn đều tán đi, có thể dựa vào thực lực ngũ phẩm chí tôn cùng hắn ngạnh kháng như vậy, bằng vào điểm này cũng có thể nói Mục Trần này đích thật không bình thường. Tuy nói giao phong trước hắn chỉ thăm dò, nhưng hiển nhiên, Mục Trần có lẽ cũng không xuất ra toàn lực. Có ý tứ. Liễu Thanh thì thào tự nói, rồi sau đó trong đôi mắt có chiến ý nóng rực dâng lên, cũng chỉ có đối thủ bực này, mới có thể làm cho Liễu Thanh hắn toàn tâm toàn ý đối đầu. Liễu Thanh hai mắt nóng rực tập trung vào Mục Trần, áo bào vào lúc này không gió mà bay, quần áo bay phất phới, một cỗ linh lực cuồng bạo mà nóng bỏng như núi lửa, đột nhiên từ trong cơ thể bộc phát đến. Linh lực ngập trời gào thét, cuối cùng linh lực tại thân Liễu Thanh ngưng tụ, trong lúc mơ hồ, biến thành chim khổng lồ đỏ thẫm ước chừng mấy ngàn trượng, trên thân thể chim khổng lồ, liệt diễm thiêu đốt hừng hực, nhiệt độ cao làm mây lặng yên bốc hơi đi. Thân hình Liễu Thanh nhảy lên, xuất hiện ở trên lưng chim khổng lồ đỏ thẫm, hắn bàn tay nắm chặt, chỉ thấy được hỏa diễm tại lòng bàn tay hắn ngưng tụ, trong giây lát, biến thành một thanh trường thương đỏ thẫm. Bàn tay nắm chặt trường thương, trong nháy mắt, Mục Trần có thể cảm giác được rõ ràng Liễu Thanh phát ra khí thế kinh người, làm cho làn da Mục Trần ẩn ẩn đau đớn. Lúc này Liễu Thanh chính thức làm cho Mục Trần cảm thấy nguy hiểm. Chim khổng lồ đỏ thẫm hẳn là hình thái thần thú của Liễu Thanh, chỉ có điều xem bộ dáng cùng hình thái Cửu U Minh Tước hoàn toàn bất đồng. Nếu như Mục Trần suy đoán không sai, hình thái thần thú của Liễu Thanh hẳn là Cửu U Viêm Tước rồi. Cửu U Viêm Tước tuy nói không bằng Cửu U Minh Tước hiếm có, nhưng cũng là thần thú lợi hại. Hừng hực, Cửu U Viêm Tước phe phẩy cự cánh, cả phiến thiên không vào lúc này bốc cháy lên, trở nên đỏ thẫm. Cửu U Viêm Tước cùng Liễu Thanh trên lưng hóa là một thể, thiên địa linh lực trở nên sôi trào. Đem chí tôn pháp thân xuất hiện đi, nếu không ngươi sẽ không có nhiều cơ hội. Liễu Thanh bao quát lấy Mục Trần, nói. Đối với thần thú cũng chưa từng tu luyện chí tôn pháp thân, bởi vì bọn họ vốn có hình thái thần thú, cùng loại thủ đoạn, dưới mắt Liễu Thanh đem bản thân hình thái thần thú biến ra, sức chiến đấu sẽ tăng vọt, nếu Mục Trần còn không sử dụng chí tôn pháp thân, sẽ rất khó cùng hắn chống lại. Như ngươi mong muốn. Mục Trần nghe vậy cũng cười cười, hai tay nhanh chóng kết ấn, lập tức kim quang sáng chói trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, ngắn ngủn vài lần hô hấp, có thêm một pháp thân vô cùng lớn xuất hiện sau lưng. Chí tôn pháp thân đứng ở giữa thiên địa, sau đầu một vòng kim sắc liệt nhật lơ lửng, bên trên thân thể cao lớn, che kín lấy kim văn cổ xưa, đương nhiên đó là Đại Nhật Bất Diệt Thân. Chí tôn pháp thân thật lạ, ta chưa bao giờ thấy qua. Liễu Thanh nhìn thấy Mục Trần cô động ra Đại Nhật Bất Diệt Thân, trong mắt cũng xẹt ra vẻ kinh ngạc, bất quá bị hắn dằn xuống, bất luận hôm nay Mục Trần có thủ đoạn gì, kết cục đều không thể cải biến. Hắn đã đem hình thái thần thú thúc giục ra, trận giao phong này cũng đã xong, Mục Trần có thể đem hắn bước đến bước này, kỳ thật đã xem như có năng lực rồi. Bất quá không biết làm sao, Thiên Tước trưởng lão có ý định đem nhuệ khí tiểu tử này áp chế xuống, đến lúc đó làm cho hắn hiểu được, năng lực bực này của hắn còn sao mới đủ tư cách cùng Cửu U, Điện Hạ ký kết huyết mạch. Năng lực không đủ thì đừng có làm chỉ hoãn tiền đồ Cửu U Điện Hạ. Liễu Thanh ánh mắt cũng trở nên sắc bén, trường thương trong tay hỏa diễm đỏ thẫm thiêu đốt, chậm rãi nâng lên, tập trung vào thân ảnh Mục Trần. Mà lúc ánh mắt hắn tập trung, tại đâu đó, thân hình thiếu niên cũng ngẩng đầu lên, con ngươi màu đen xuyên thấu không gian, tràn đầy lăng lệ ác liệt, nhưng không có ý sợ hãi. Những năm gần đây Mục Trần từng bước một xông đến, sinh tử cục diện đã từng thấy qua, bằng vào một tên Liễu Thanh, muốn làm cho hắn chịu thua, quả thực là ý nghĩ hão huyền. Hai đạo ánh mắt lợi hại giữa không trung đụng nhau, trong chốc lát, như có thêm hỏa hoa bắn tung tóe ra. Chiến ý dâng trào. Chương 962, kịch đấu Liễu Thanh. Trên không trung, hai đạo quái vật khổng lồ đứng sừng sững, linh lực đáng sợ giống như bão táp mang tất cả đi ra, trực tiếp mang thiên địa ở giữa cuồng gió gào thét, phía chân trời trước tầng mây, cũng là vào lúc này bị xé rách nát bấy. Tuy nói phiến khu vực này sớm được Mạn Đà La phong tỏa, bất quá nơi đây dù sao cũng là ở trong Đại La Thiên Vực, cho nên khi kinh người sóng linh lực bộc phát, phiến khu vực này cũng là rất nhanh có chút rối loạn lên, ở đằng kia xa xa, có vô số đạo quang ảnh gào thét mà đến, cuối cùng rất xa lơ lửng trên bầu trời, nhìn chăm chú lên trước mắt đây đối với chỉ. Bọn hắn cũng không tùy ý xâm nhập phiến khu vực này, bởi vì bọn họ cũng nhìn thấy ở đây có Mạn Đà La, nếu vực chủ có mặt vào lúc này, cái trận chiến đấu trước mắt này cũng là tại trong phạm vi cho phép của nàng. Một ít có hộ vệ chi trách cường giả lặng lẽ thả lỏng một hơi, sau đó liền đem chú ý ném đến xa xa rằng có phía trên. Tiếp lấy trong mắt của bọn hắn liền là có thêm vẻ kinh ngạc nổi lên. Đây không phải là Mục Vương sao? Vậy mà có người cùng hắn giao thủ, người nọ là ai? Tựa hồ chưa bao giờ thấy qua, Bất quá bực này linh lực uy áp ngược lại là kinh người. Bực này linh lực uy áp, tất nhiên là bước chân vào lục phẩm chí tôn đỉnh phong, trong chư vương, cũng chỉ có Tu La Vương đủ sức trấn áp, người này đến tột cùng là lai lịch thế nào? Nhiều tiếng bàn luận xôn xao ở giữa không trung bộc phát ra, từ khi đại thú liệp chiến sau khi kết thúc, Mục Trần danh khí tại Bắc Giới đi lên như diều gặp gió, hôm nay càng là ngồi vững vàng Bắc Giới trẻ tuổi vị trí đệ nhất nhân, cho nên khi những này Đại La Thiên Vực cường giả trong lúc đó, tại nhìn thấy vậy mà có người ở lúc này cùng như mặt trời ban trưa Mục Trần, cùng Mục Trần giao phong, mới sẽ cảm thấy như vậy kinh ngạc. Ta nghe thấy trong khoảng thời gian này, Cửu U Tước nhất tộc sẽ người tới nghênh đón Cửu U Vương hồi tộc, nếu như đoán không lầm. Thanh niên kia hẳn là nhân vật thiên tài trong tộc Cửu U Tước. Bất quá ở đây trung quy vẫn là có Đại La Thiên Vực cao tầng, cho nên tin tức cũng phải cần biết được càng nhiều hơn một chút, lúc này nói ra. Bất quá cái này Cửu U Tước nhất tộc cũng thực sự lợi hại, người trước mắt này đã là ở vào lục phẩm chí tôn đỉnh phong, thực lực thế này, đặt ở Bắc Giới trong thế lực, đều tất nhiên có thể đạt được coi trọng. Có người dám thở dài, người này không giống người thường, cũng không biết Mục Vương có thể không địch nổi. Có người lo lắng đạo, tuy nói Mục Trần gần đây tại Bắc Giới danh tiếng nhất thời có 102, nhưng dù sao hắn bản thân thực lực gần kề chỉ là ngũ phẩm chí tôn, đương nhiên, nếu như hắn có thể đủ bằng vào hắn chiến trận sư thân phận thúc giục chiến ý, chỉ sợ cái này Cửu U tộc thiên tài tất nhiên sống không qua 5 hiệp. Nhưng cũng tiếc, dưới mắt trận này giao phong, Mục Trần hiển nhiên cũng không thể sử dụng chiến ý. Nếu là người bình thường ý đồ lấy ngũ phẩm chí tôn, thực lực đi chống lại một vị lục phẩm đỉnh phong cường giả, có lẽ người ở chỗ này đều sẽ vì thế cười nhạo, nhưng cái này như phát sinh ở Mục Trần, bọn hắn lại sẽ xem xét trong lúc này tỷ số thắng như thế nào, bởi vì trong 2 năm gần đây, những chuyện tương tự cũng không ít gặp qua. Cho nên, trận này giao phong, mọi người một thời gian, cũng là không cách nào phân biệt ra cuối cùng kết cục như thế nào. Mục Trần cùng Liễu Thanh rằng có đưa tới cái kia rất nhiều cường giả Đại La Thiên Vực chú ý, hai người lại cũng không vì những thứ kia nhìn chăm chú mà có chút phân tâm, ánh mắt của bọn hắn đều là tập trung lấy đối phương. Trong mắt hàn ý lưu chuyển, quanh thân linh lực phảng phất phong bạo vậy gào thét lên. Liễu Thanh chân đạp Cửu U Viêm Tước, bàn tay của hắn chậm rãi nắm chặt chuôi này đỏ thẫm trường thương, nháy mắt sau đó, đôi mắt lập tức đỏ thẫm, trượt chân giẫm một cái ly, ở tại dưới chân. Cửu U Viêm Tước khổng lồ lập tức bộc phát ra kinh thiên thanh âm, rồi sau đó chỉ thấy Cửu U Viêm Tước sắc nhọn trường miệng há mở. Màu hồng đỏ thẫm lửa lúc phô thiên cái địa mang tất cả mà ra, ngắn ngủn mấy hơi thở, tràn ngập phía chân trời. Cửu U Viêm Tước pháp, Xích Hải Phần Thiên. Liễu Thanh trong tay đỏ thẫm trường thương xa xa chỉ hướng Mục Trần, lập tức biển lửa đỏ thẫm chính là mang tất cả mà ra, những nơi đi qua, không gian khắp nơi vặn vẹo, khiến cho được người ở ngoài xa đều là nhìn bằng mắt thường đến, liền tầm mắt đều là trở nên bắt đầu mơ hồ. Xíu, u, biển lửa mang tất cả, qua trong giây lát liền đem Đại Nhật Bất Diệt Thân nhẹ nhàng lao vào, nhưng mà, quay mắt về phía cái này Xích Hải gào thét, Mục Trần lại sắc mặt bình tĩnh dựng ở Đại Nhật Bất Diệt Thân đỉnh đầu, Đại Nhật Bất Diệt Thân thân thể cao lớn lên, cũng là có kim quang tỏa ra. Biển lửa gào thét, Đại Nhật Bất Diệt Thân lại như là bàn thạch không chút sức mẻ, không chỉ có chưa từng ở đằng kia trong biển lửa từ từ hòa tan, thậm chí cả người kim quang, ngược lại là ở đằng kia đợi nhiệt độ cao cháy xuống, trở nên rũ phát vàng óng ánh, từ xa nhìn lại, phảng phất một tòa vô cùng uy nghiêm kim thân. Liễu Thanh nhìn qua một màn này, ánh mắt ngưng trọng, cái này là Xích Hải hỏa diễm, chính là hắn bổn mạng chi viêm, uy lực bá đạo, coi như là lục phẩm chí tôn lâm vào trong đó, tế xuất chí tôn pháp thân sau cũng là biết bị từ từ hòa tan. Nhưng mà dưới mắt, Mục Trần cái này chí tôn pháp thân bị vây nguy nhưng bất động, ngược lại có càng tinh luyện dấu hiệu. Tiểu tử này chí tôn pháp thân đến tột cùng là tại sao? Lại là bá đạo như thế. Liễu Thanh cau mày, chợt hừ lạnh một tiếng, lại không có bao nhiêu do dự, một tay nhanh chóng kết xuất nhất đạo kỳ dị ấn vô pháp. Ông! Nương theo đấy hắn ấn pháp vô cùng biến hóa, chỉ thấy cái kia mang tất cả Đại Nhật Bất Diệt Thân chung quanh đỏ thẫm trong biển lửa, đột nhiên có lên hỏa diễm ngưng tụ, nhanh chóng hóa thành vô số đạo hỏa diễm lông vũ trường kiếm, những này hỏa vũ giống như lửa kiếm bình thường, bên trên hiện đầy hỏa diễm đường vân, thiêu đốt trong lúc đó, có cực kỳ nóng bỏng chấn động tản ra. Mà khi những ngọn lửa này lông vũ trường kiếm tại thành hình, Mục Trần ở trên đầu Đại Nhật Bất Diệt Thân ánh mắt cũng là ngưng lại, theo những thứ lông vũ kia, mơ hồ đã nhận ra một chút nguy hiểm chấn động. Liễu Thanh rất xa chằm chằm vào Mục Trần, hắn làm như đạm mạc cười cười, rồi sau đó bấm tay gảy nhẹ, trực tiếp là đem cái này sát chiêu thúc giục lên. Ông, đầy trời thân kiếm chấn động âm thanh âm vang lên, trong lúc đó, cái kia lơ lửng, tại trong biển lửa vô số đạo hỏa vũ trường kiếm lập tức quỷ dị biến mất, mà đi. Mục Trần nhìn thấy một màn này, đồng tử cũng là không nhịn được co rụt lại, bởi vì tại đây chút ít hỏa vũ trường kiếm biến mất, thậm chí ngay cả hắn đều chưa từng phát giác được chút nào khác thường chấn động. Cái loại cảm giác này, phảng phất những thứ hỏa vũ trường kiếm kia chính thức là hư không tiêu thất, không đúng, không phải biến mất, là sáp nhập vào trong biển lửa. Bất quá Mục Trần ngay sau đó chính là động tất huyền cơ trong đó. Nhưng thì ra là vào lúc này, cái kia đại nhật bất diệt thân chung quanh kim quang đột nhiên mờ đi trong nháy mắt, mà thì ra là trong nháy mắt này. Chỉ thấy hơn 10 đạo ánh lửa quỷ dị ra hiện tại quanh thân Mục Trần, trong ngọn lửa, từng chuôi hỏa vũ trường kiếm nóng bỏng, nhưng này rét lạnh sắc bén, lại làm cho Mục Trần làn da đều là tê dại xuống. Rốt cuộc là nóng hay lạnh, xíu. Khi những hỏa vũ trường kiếm quỷ dị xuất hiện lúc, căn bản không có chút do dự nào, trực tiếp là nhanh như tia chớp lao tới nhằm vào yếu huyệt Mục Trần dũng mãnh lao vào. Quá nhanh, quá nguy hiểm, cho nên ngay cả Mục Trần cũng có chút ít phản ứng không kịp. Những hỏa vũ trường kiếm này sắc bén vô cùng. Hiển nhiên là Liễu Thanh dốc sức làm, cái này nếu như là bị đánh trúng lời mà nói. Coi như là Mục Trần thân thể cường đại, cũng tất nhiên sẽ để lại mấy cái lỗ máu. Kiếm quang tại Mục Trần trong mắt phản chiếu lấy. Trong khoảnh khắc, lưỡi kiếm kia liền đã chạm đến quần áo bên ngoài Mục Trần. Bất quá, tự là trong nháy mắt này, Mục Trần ánh mắt rồi đột nhiên mãnh liệt. Mục Trần đứng trên đỉnh đầu đại nhật bất diệt thân, kim quang vào lúc này dâng lên mà ra, đúng là lấy một loại tốc độ như tia chớp, làn ra bên ngoài nhanh chóng biến thành từng mặt kim sắc quang lá chắn. Kiếm quang cùng kim lá chắn đụng nhau, lập tức bộc phát ra âm thanh chói tai. Sau đó linh lực dung chuyển ở bên trong, đều là hóa thành quang điểm từ từ tiêu tán. Phản ứng thực vui vẻ. Liễu Thanh nhìn thấy hắn như vậy kỳ chiêu vậy mà không thể có hiệu quả, lập tức kinh ngạc cười. Nhưng chợt hắn lại lần nữa cong ngón búng ra, vậy lần này chú mày đỡ làm thao. Tanh âm hắn vừa dứt lập tức, Mục Trần trong lòng chính là dùng mình, bởi vì hắn nhìn thấy, lúc này đây, có hàng trăm hàng ngàn hỏa vũ trường kiếm, quỷ dị hiện ra quang người hắn. Phảng phất là một tòa kiếm trận đưa hắn vào giam trong đó. Tới được lúc này, Mục Trần mới hiểu được tới, nguyên lai Liễu Thanh phún ra mảnh biển lửa này, cũng không phải ý đồ dùng để đưa hắn đốt cháy, chỉ là bởi vì mảnh này biển lửa này, chính là trung gian để hắn phát động công kích. Những thứ kia hỏa vũ trường kiếm, có thể tan rã tại trong biển lửa, sau đó ra hiện ở mảnh này biển lửa tùy ý vị trí, cho nên mặc dù Mục Trần có đại nhật bất diệt thân bảo hộ, vẫn như trước không cách nào phòng ngự hỏa vũ trường kiếm. Trừ phi hắn có thể đủ đem mảnh này biển lửa bị hủy diệt, bằng không mà nói, bực này thế công, tất nhiên không ngớt, thẳng đến đem biến hắn thành con heo quay. Thủ đoạn này, đủ để đem một vị lục phẩm chí tôn vây ở trong đó, Liễu Thanh quả nhiên lợi hại, không thể khinh thường. Bất quá, trước kia hơi có vẻ chật vật, bởi vì trở tay không kịp, mà Liễu Thanh nếu như cho rằng, giống nhau thủ đoạn có thể lại đến lần thứ hai lời mà nói. Cũng quá mức khinh thị hắn Mục Trần rồi. Cho nên, lúc này đây, mấy ngàn chuôi hỏa vũ trường kiếm phẳng phất điện quang giống như kích xạ mà đến, Mục Trần vẫn còn như đao nhọn vậy ánh mắt lại trực tiếp phóng qua chúng, xa xa đã tập trung vào vị trí Liễu Thanh. Bắt giặc trước bắt vua, chỉ là đem Liễu Thanh đánh bại, biển lửa này tự tan bía nhô. Mục Trần trong miệng chậm rãi nhổ ra một đoàn bạch khí, chợt hai tay, hắn biến ảo ra từng đạo ấn pháp phức tạp như tia chớp ầm. Mà ở Mục Trần ấn vô pháp biến ảo, vô số đạo hỏa vũ trường kiếm đã là phóng tới, chợt tại quanh thân hắn, nổi lên rậm rạp chẳng chịt lá chắn kim, song phương mãnh liệt đối bính, kiếm khí tung hoành, xẹt qua thân thể Mục Trần thân thể, mang theo từng đạo vết máu. Nhưng Mục Trần như trước sắc mặt đạm mạc, hoàn toàn không để ý cái kia càng giảm bớt kim lá chắn, chỉ là ấn pháp biến ảo tốc độ, càng phát rất mạnh, nháy mắt sau đó, hai tay của hắn, cuối cùng rồi đột nhiên cứng lại xuống, tàn ảnh bay tán loạn. Xa như vậy chỗ, Liễu Thanh nhìn thấy Mục Trần cứng lại ấn pháp, trong lòng thì đột nhiên dâng lên một cổ cảm giác bất an. Bất quá, còn không đợi hắn suy nghĩ sâu xa, Mục Trần trên không gian tiến hành nhộn nhạo, tựa hồ là mơ hồ có thể thấy được một đóa hoa lớn vô cùng yêu dị, chậm rãi tách ra. Cái kia yêu hoa toàn thân ám tử, mỗi một đạo trên mặt cánh hoa đều là khắc rõ rất nhiều đường vân cổ xưa, phảng phất là thiên địa hoa văn bình thường thần bí khó lường. Mà nương theo một ít đóa yêu hoa tách ra, lập tức trong thiên địa linh lực bị điên cuồng hấp thu mà vào, thậm chí ngay cả phía dưới cái kia mảnh biển lửa, vào lúc này gào thét mà bắt đầu, hóa thành một đạo hỏa diễm nước lũ, trực tiếp bị hít vào bên trong yêu hoa. Vì vậy, yêu hoa rũ phát tươi đẹp. Mục Trần ngẩng đầu, thở dài một hơi, chợt tay kia chỉ hướng xa xa, sắc mặt cực đoan ngưng trọng Liễu Thanh, khóe miệng của hắn nhẹ nhàng xé ra, ngón tay lăng không điểm xuống. Đến mà không tiếp đón, thất lễ, Liễu huynh chổng mông lên ăn của ta một chiêu. Thanh âm hạ xuống, yêu hoa tâm lập tức có ám tử thần quang bắt đầu khởi động, tập trung vào Liễu Thanh, nháy mắt sau đó, kinh khủng trùng kích, dâng lên mà ra, giống như diệt thế. Đại viên mãn thần thuật, Mạn Đà La, Diệt Thiên Quang, chương 963, Chân Phượng uy áp, ám tử sắc thần quang, rủ xuống từ tâm yêu hoa hoa mà ra, bắn ra một đạo ánh sáng tím, sáng ngời thiên địa, cơ hồ phảng phất ánh sáng trong thiên địa đều là bị một đạo ánh sáng tím thôn phệ mất. Nội vực Đại La Thiên, nhiều cường giả đều là vì trước mắt như vậy mà nhịn không được biến sắc, theo cái kia một đạo ánh sáng tím, bọn hắn đã nhận ra hương vị giống như một cổ tử vong, nếu là đạo kia ánh sáng tím xông của bọn hắn mà đến, có muốn tránh cũng không được, chỉ có chết tại chỗ không chút nghi ngờ. Cái này tất nhiên là đại viên mãn cấp bậc thần thuật. Có một vị khán giả lên tiếng cùng với vẻ mặt vô cùng ngưỡng mộ, Mục Trần hôm nay đích xác là Bắc Giới trẻ tuổi đệ nhất, đại viên mãn cấp thần thuật cũng là có thể nắm giữ, khó trách mạnh éo đỡ được. Ai nấy đều thấy được, quay mắt về phía Mục Trần, thế công kinh thiên bực này, coi như là lục phẩm chí tôn, cũng chỉ có thể né mũi nhọn. Ở đằng nghênh khách tiền điện, Thiên Tước trưởng lão nhìn màn này, trong đôi mắt già nua cũng là xẹt tinh quang, Mục Trần có thể bộc phát ra sức chiến đấu kinh người, hiển nhiên cũng là có chút ít vượt quá dự liệu của hắn. Đại viên mãn cấp bậc thần thuật cực kỳ lợi hại, nhưng đồng dạng muốn tu luyện cũng cực khó, thường nhân coi như là may mắn đã nhận được thần thuật, chỉ sợ cũng là không cách nào đem tu luyện được. Mục Trần không chỉ có đầy đủ cơ duyên đạt được thần thuật, hơn nữa quan trọng nhất là còn có thể đem hắn tu luyện mà thành, cái này cũng đủ để nói rõ hắn không đơn giản. Cho nên khi Thiên Tước trưởng lão tại nhìn thấy một màn này, trong lòng cũng là khó tránh khỏi đối với Mục Trần xem trọng đi một tí, khinh thường trước kia, thu liễm một chút, ít nhất Mục Trần đích thật là có một ít bổn sự, mà thực sự không phải là một nam nhân cần Cửu U che chở. Thuật này tuy lợi hại, bất quá cũng chớ để coi thường ta thiên tài Cửu U Tước tộc. Tuy biết được Mục Trần thi triển được một thần thuật lợi hại, bất quá Thiên Tước trưởng lão lại không quá mức lo lắng, bàn về nội tình, Cửu U Tước tộc không biết vượt qua Đại La Thiên Vực bao nhiêu, cho nên trong tộc tự nhiên cũng là có đại viên mãn cấp bậc thần thuật chân tàng, mà Liễu Thanh cũng từng bởi vì một lần đại công, do đó đã lấy được một cuốn đại viên mãn cấp bậc thần thuật, hơn nữa đem tu luyện thành công. Mà Thiên Tước trưởng lão trong nội tâm ý niệm trong đầu về trận chiến ở trên không gian, ở đằng kia trên không trung, Liễu Thanh cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn qua tỏa ra ánh sáng màu tím, chợt hắn hít một hơi thật sâu, tâm tư coi thường Mục Trần sớm đã triệt để từ từ tiêu tán. Hắn hiển nhiên là không nghĩ tới Mục Trần lại có thể phản kích lăng lệ ác liệt như vậy, một tên thực lực ngũ phẩm chí tôn, nhưng phát động thế công, nhưng lại ngay cả hắn cái này lục phẩm chí tôn đều là trong lòng hiện hàn ý, cái này cùng Cửu U Điện hạ ký kết huyết mạch, kết nối nhân loại, cũng không phải là bình thường. Bất quá, kẻ này tuy nhiên bất phàm, nhưng nếu cứ như vậy cho là hắn Liễu Thanh hắn có thể đơn giản đối phó, có lẽ cũng là ngây thơ quá đi, ngươi có đại viên mãn cấp bậc thần thuật, ta cũng có. Liễu Thanh ánh mắt chớp động, nháy mắt sau đó, sắc mặt hắn trở nên nghiêm túc và trang trọng, hai tay của hắn vào lúc này kết ấn nhanh như thiểm điện, tàn ảnh bay tán loạn, xuất ra đạo ấn pháp cổ xưa. Mà nương theo lấy hắn ấn pháp biến hóa, quanh thân hắn, vào lúc này cũng bộc phát sáng chói linh quang, hỏa diễm đỏ thẫm dưới chân Cửu U Viêm Tước thân thể cao lớn cháy hừng hực, ngắn ngủn mấy tức, hỏa diễm hợp lại thành một hỏa cầu khổng lồ, giống như một vòng mặt trời. Mà thân ảnh Liễu Thanh đứng ở trung tâm của mặt trời ánh sáng tím huyền ảo xuyên thủng hư không, nháy mắt đã tới gần. Là vào lúc này, mặt trời khổng lồ bao phủ bên ngoài Liễu Thanh, dùng một loại tốc độ kinh người thu nhỏ lại. Trong tích tắc mặt trời khổng lồ ấy ngàn trượng, lại chính hóa thành hình đầu người, lơ lửng tại trong lòng bàn tay Liễu Thanh. Một màn này, tất cả cường giả Đại La Thiên Vực không khỏi nhảy dựng, bởi vì bọn họ đều nhận ra quang đoàn hỏa diễm đỏ thẫm kia ẩn chứa sức phá hoại đến nhường nào. Liễu Thanh chằm chằm hỏa diễm quang cầu trong lòng bàn tay, quang cầu hiện ra màu đỏ thẫm, mặt ngoài che kín cổ xưa phù văn. Toàn bộ quang cầu ngưng thực được giống như một khỏa hỏa hồng thủy tinh cầu, chỉ có điều trong khỏa thủy tinh cầu này có lực lượng hủy diệt vô cùng khủng bố. Thiên Viêm thần thuật, Đại Viêm thần châu. Liễu Thanh ánh mắt vào lúc này dần trở nên lăng lệ ác liệt, chợt bàn tay chậm rãi nâng lên, một đạo băng hàn thanh âm tự trong miệng của hắn chậm rãi mà ra. Đi. Ông, khỏa cầu thủy tinh lập tức chấn động, nháy mắt sau đó, trực tiếp hóa thành một đạo xích quang mãnh liệt bắn ra. Xích quang trực tiếp là xuyên thủng hư không, trên bầu trời xẹt qua một đạo lửa khói, cuối cùng là được ở đằng kia vô số đạo chấn động trong, trực tiếp cùng ám tím thần quang chính diện ngạnh tiếp lại với nhau. Ầm ầm, cả hai lập tức va chạm, những âm thanh kinh thiên động địa vang lên, bằng mắt thường có thể thấy sóng xung kích nhanh chóng lan ra, không gian xung quanh liên tục sụp đổ, vỡ ra. Những tòa kiến trúc phía dưới bị trùng kích liên tục hóa thành tro, bất quá Mạn Đà La nhưng lại kịp thời ra tay. Cong ngón búng ra, liền là có thêm một tầng linh quang bao trùm tất cả kiến trúc, tầng linh quang nhìn như bạc nhược yếu kém, nhưng Mục Trần cùng Liễu Thanh toàn lực công kích chỗ, cũng không tạo ra một ít không chút sức mẻ. Mục Trần cùng Liễu Thanh hai người đồng dạng bị sóng xung kích chỗ ảnh hưởng, người phía trước thân hình khẽ động, Mục Trần đứng trên đầu Đại Nhật Bất Diệt Thân nhanh chóng chìm xuống, tiến nhập vào bên trong Đại Nhật Bất Diệt Thân. Bàn chân Liễu Thanh đạp mạnh, Dưới chân Cửu U Viêm Tước đem hai cánh khổng lồ che chắn ở phía trước, giống như một tấm lá chắn cực lớn, ở đằng kia thượng diện còn có đỏ thẫm hỏa diễm hừng hực thiêu đốt. Phanh, lực trùng kích đáng sợ đụng vào hai quái vật khổng lồ phía trên, lập tức Đại Nhật Bất Diệt Thân trên thân thể kim quang đều là chịu tối sầm lại, rồi sau đó thân thể khổng lồ bị chấn từng bước lui về phía sau, mỗi một bước đều muốn chấn nát không gian phía dưới, ở dưới mặt đất tức thì lộ ra một cái lỗ cực lớn. Lezz. Bên phía Cửu U Viêm Tước, hai cánh phía trên hỏa vũ vào lúc này không ngừng bị chấn nát, hạc minh âm thanh sắc nhọn không ngừng vang vọng, thân thể cao lớn đồng dạng là tá trợ lấy lui về phía sau. Sóng xung kích gần kề rằng co nhau một khoảng thời gian, sau đó tan đi, trong thiên địa lập tức khôi phục vẻ sáng ngời. Hiện ra Cửu U Viêm Tước cùng Đại Nhật Bất Diệt Thân, cả hai cùng có chút chật vật. Oanh, sóng xung kích vừa tan đi, Liễu Thanh ở trên Cửu U Viêm Tước sắc mặt trắng bệch, trong mắt lại là có thêm tinh mang xẹt qua, chỉ thấy được Cửu U Viêm Tước lập tức mãnh liệt bắn mà ra, mang theo ngập trời chi viêm, thẳng đến Đại Nhật Bất Diệt Thân mà đi. Bất quá, Mục Trần đã có chuẩn bị từ trước, không có chút hoảng sợ, tâm niệm vừa động, Đại Nhật Bất Diệt Thân đạp không mà ra, giống như hoàng kim chế tạo thành cự trưởng, trực tiếp ngạnh kháng cùng Cửu U Viêm Tước. Cửu U Viêm Tước hai cánh nghênh tiếp, và chạm tầm đó, bầu trời đều là chấn động. Hai đạo quái vật khổng lồ trực tiếp là ở trên không chém giết cùng một chỗ, mỗi một lần đối bính đều đưa tới kim thiết thanh âm, đinh tai nhức óc. Đông, Liễu Thanh nhìn chằm chằm Mục Trần đang đứng trên đỉnh đầu Đại Nhật Bất Diệt Thân, lúc cả hai đồng dạng sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên trước khi đủ loại ngạnh tiếp, đối với cả hai cũng là đã tạo thành không nhỏ tiêu hao. Thật là một đối thủ khó nhằn. Liễu Thanh trong mắt chiến ý bắt đầu khởi động, hắn lúc này đã là triệt để đem Mục Trần coi như là ngang cấp, ánh mắt kinh thị sớm đã biến mất được sạch sẽ, thậm chí còn có một chút bội phục, dù sao có thể mượn ngũ phẩm chí tôn cùng hắn đối kháng như vậy, điểm này, hắn tự tin đổi lại là hắn mà nó, tất nhiên là làm không được. Bất quá càng là như thế, khi hắn ra tay, lại càng là lăng lệ ác liệt. Cho nên, tại một lần ngạnh tiếc ở bên trong, Liễu Thanh dẫm chân một cái, phóng lên trời, chỉ thấy được sau lưng hắn, một đôi cánh hỏa diễm đỏ thẫm cực lớn mở ra, hắn vận chuyển linh lực toàn thân, vào lúc này trở nên càng thêm cường hoành. Hai cánh chấn động, thân hình phẳng phất hóa thành tàn ảnh, hướng thẳng đến Mục Trần mà, thanh thế làm cho người ta sợ hãi, hắn cũng là nhìn ra Đại Nhật Bất Diệt Thân của Mục Trần vô cùng cường hãn, như là như thế này đấu xuống dưới, không biết sẽ kéo dài tới khi nào, cho nên hắn trực tiếp bản thể ra tay, muốn phải nhanh một chút chấm dứt trận chiến đấu này. Muốn tốc chiến tốc thắng, vậy thì cùng ngươi. Lúc này Liễu Thanh, tốc độ cực nhanh, Mục Trần thần sắc ngưng trọng, mắt tóe lên hàn quang, như là muốn xuyên thủng ý đồ của Liễu Thanh, chợt hai mắt nhắm lại, bàn chân đạp mạnh một cái, thân hình mãnh liệt bắn trở ra, thoát ly khỏi Đại Nhật Bất Diệt Thân. Ha ha, ngược lại là có gan phách, bất quá ngươi tốc độ này, có thể không kịp ta. Liễu Thanh thấy thế, lập tức cười to, chợt sau lưng của hắn hai cánh chấn động, tốc độ lại lần nữa tăng thêm, cho đến cướp đoạt tiên cơ. Vậy sao? Mục Trần trên mặt vào lúc này nhếch lên một tia cười lạnh, biến đổi ấn pháp, tại phía sau lưng, lập tức có kim quang tỏa ra, ngay sau đó, một đạo to rõ tiếng phượng hót, âm thanh vang lên trong thiên địa. Một đôi cánh đại phượng màu tử kim hiện ra, mãnh liệt từ sau lưng Mục Trần mở rộng ra, mà cùng lúc đó, một cổ uy áp kỳ dị lan tỏa khắp thiên địa. Chính là chân phượng uy áp. Lúc uy áp xuất hiện, sắc mặt Liễu Thanh biến đổi lớn, trong đôi mắt xuất hiện một tia kinh sợ, cái uy áp kia đang làm cho huyết mạch trong người hắn run lên. Cửu U Tước tộc, theo góc độ huyết mạch mà nói, có được Phượng Hoàng huyết mạch, bởi có huyết mạch Viễn Cổ Bất Tử Điểu, là được Phượng Hoàng nhất tộc bên trong siêu cấp biến dị thần thú. Đoạn này chả hiểu gì cả, tại linh thú cùng thần thú bên trong, cao đẳng huyết mạch có được đặc thù uy áp, quay mắt về phía loại này cao đẳng uy áp, tầm thường linh thú, thần thú đều sẽ phải chịu một ít áp chế. Liễu Thanh huyết mạch chính là Cửu U Viêm Tước, coi như là thần thú, nhưng lúc này trong lúc đó, quay mắt về phía loại này chân phượng uy áp, mặc dù cái này một đạo chân phượng uy áp cực nhạt, nhưng lại để cho trở tay không kịp, có chút chật vật. Mục Trần nhìn đến cái kia Liễu Thanh thất thần, ánh mắt lóe lên, sau lưng cánh phượng vỗ một cái, thân ảnh hóa thành lưu quang nhằm Liễu Thanh phóng tới, bất quá, ngay tại hắn vừa mới lao ra, lập tức đồng tử mãnh liệt co rụt lại. Một đạo thân ảnh già nua loại quỷ mị xuất hiện ở trước mặt của hắn, rõ ràng là cái kia Thiên Tước trưởng lão. Mục Trần nhướng mày, nói, Thiên Tước trưởng lão. Ngươi! Thiên Tước trưởng lão trong mắt lộ tinh quang, nhìn chằm chằm vào Mục Trần, dùng từng chữ để nói, chân phượng uy áp. Chương 964, cội nguồn thần thú. Thiên Tước trưởng lão. Trên không, Mục Trần nhìn qua Thiên Tước trưởng lão đang ngăn cản TRC mặt, lông mày nhíu lại, gia hỏa này thấy thế cục không ổn, muốn tự mình ra tay sao? Như thế cũng quá mất mặt rồi, hưu, bất quá, ngay khi Mục Trần tư lự, Thanh âm xe gió vang lên, đã thấy Mạn Đà La, Cửu U, Bon Tam Hoàng xuất hiện bên cạnh, tất cả đều nhìn về phía Thiên Tước trưởng lão, đối với việc hắn nhúng tay vào cuộc chiến của Liễu Thanh và Mục Trần, cảm thấy vô cùng bất mãn. Thiên Tước trưởng lão, ta kính ông là khách, vẫn luôn nín nhịn, nhưng ngươi cũng đừng nghĩ Đại La Thiên Vực ta sẽ tùy ý cho ngươi làm càn. Mạn Đà La lạnh giọng nói. Thiên Tước trưởng lão thấy Mạn Đà La tức giận, không dám lãnh đạm vội vàng nói, là lão phu thất lễ, trong cuộc chiến này, Mục Trần biểu hiện phi phàm, không hổ là Bắc Giới đệ nhất nhân. Phía sau Thiên Tước trưởng lão, Liễu Thanh cũng đi ra, hắn đối với những lời này cũng không phản bác, bởi vì giao phong TRC đó, hắn quả thật không chiếm DC bao nhiêu ưu thế. Mục Trần có thể bằng vào thực lực ngũ phẩm chí tôn cùng hắn kịch chiến, đủ thấy hắn ưu tú tới mức nào, nếu còn đánh tiếp, chỉ sợ sẽ gặp cảnh lưỡng bại câu thương, không thể khống chế. Mục Trần nghe DC lời này của Thiên Tước trưởng lão, lông mày cũng giãn ra. Hắn không muốn đắc tội Cửu U Tước tộc, cho nên loại giao phong này, điểm đến thì ngưng là tốt nhất, với cả hắn cũng không nắm chắc ăn DC Liễu Thanh. Thằng này chính là lục phẩm chí tôn đỉnh phong, so với Long Hổ thú gặp trong địa chí tôn bí tàng ngày đó còn mạnh hơn, nếu còn đánh tiếp sẽ chẳng ai DC lợi. Thiên Tước trưởng lão thấy đấm đông đã không còn tức giận, một lần nữa chăm chú nhìn Mục Trần, nói, trên người của ngươi có một đạo chân phượng uy áp, là do đâu mà có. Đạo chân phượng uy áp này của Mục Trần rất khó nhận ra, nhưng đối với tộc Cửu U chảy xuôi cùng huyết mạch mà nói, lại vô cùng rõ ràng. Trong linh thú giới, chân phượng chính là tồn tại đỉnh cao trong siêu cấp thần thú, mỗi đầu chân phượng trưởng thành đều có thực lực đáng sợ của Thiên Chí Tôn. Tồn tại bực này, dù trong Phượng Hoàng nhất tộc cũng vô cùng hiếm có. Mà loại uy áp này, so với Hoàng tộc Phượng tộc còn cao quý hơn. Khi Thiên Tước trưởng lão cùng Liễu Thanh phát giác ra cỗ uy áp này, đều vô cùng rung động. Mục Trần nghe vậy, ngược lại giật mình, chợt nói, đây là Long Phượng thể ta tự tu luyện DC trong Long Phượng Thiên. Đối với chân phượng uy áp, bản thân hắn không cảm thấy gì, hơn nữa khi thúc giục Long Phượng thể đối chiến với người khác, một tia chân phượng uy áp này tựa hồ cũng không làm đối thủ bị ảnh hưởng. Xem ra, cái chân phượng uy áp này chỉ có thể ảnh hưởng tới kẻ mang huyết mạch Phượng Hoàng tộc như Cửu U tộc mà thôi. Như vậy, một tia chân lon uy áp hẳn cũng giống như vậy. Long Phượng Thiên. Thiên Tước trưởng lão nhướng mày, nói, là Bắc Giới Long Phượng Thiên. Chỗ đó lão phu đã nghe qua, tựa hộ có chân long chân phượng vẫn lạc bên trong, chúng ta đã từng phái tộc nhân vào trong đó, tuy cũng có chút thu hoạch, nhưng không như ngươi có DC một tia chân phượng uy áp. Đây là ở trong Long Phượng Thiên, là cơ duyên chỉ có người có thể bước lên bậc thang thứ 10 mới đạt DC, mà Mục Trần chính là người đầu tiên trong mấy trăm năm qua leo lên DC đó. Mạn Đà La thản nhiên nói. Thiên Tước trưởng lão bật cười, nhìn bộ dạng hắn, hẳn cũng biết Long Phượng Thê sâu trong Long Phượng Thiên. 10 bậc thang kia, đã có rất nhiều tộc nhân ưu tú thử qua, nhưng chưa từng thành công. Không nghĩ tới Mục Trần TRC mặt lại có thể làm DC. Thiên Tước trưởng lão, Mục Trần cùng Liễu Thanh so đấu đã có kết quả, việc TRC đó có thể bỏ qua không? Đôi mắt đẹp của Cửu U nhìn chằm chằm vào hắn, nói. Thiên Tước trưởng lão nghe vậy, CH cười nhạt một tiếng, sau đó lắc đầu. Ngươi! Cửu U nghe vậy, lập tức lông mày dựng ngược, nghiến chặt hàm răng. Tiểu Cửu U, ngươi nên biết, chuyện này quan hệ trọng đại, lão phu cũng không thể làm chủ. Ánh mắt Thiên Tước trưởng lão có chút nghiêm khắc nhìn Cửu U, nói, ngươi chính là tộc nhân có huyết mạch tinh thuần nhất mấy ngàn năm qua, của Cửu U Tước tộc, là người có khả năng lớn nhất thức tỉnh DC huyết mạch bất tử điểu, cuối cùng biến thành viễn cổ bất tử điểu. Ngươi là trụ cột tương lai của Cửu U tộc, cho nên bất kỳ chướng ngại nào cản trở ngươi phát triển, Cửu U tộc ta đều đem hết toàn lực vì ngươi loại bỏ. Lời này nói ra, ánh mắt hắn nhìn Mục Trần hiện lên sự lăng lệ, làm Mục Trần ớn lạnh trong lòng. Mạn Đà La nghe vậy, sắc mặt cũng khó coi, xem ra nàng đã đánh giá thấp mức độ quan trọng của Cửu U đối với Cửu U tộc. Nếu đúng như lời Thiên Tước trưởng lão nói, trong tương lai Cửu U vô cùng có khả năng trở thành tồn tại đáng sợ có thể so với Thiên Chí Tôn. Vì một cái hạt giống Thiên Chí Tôn này, đủ để Cửu U tộc bảo vệ nàng gần như bênh hoạn. Dù sao, trong Cửu U tộc mấy ngàn năm qua cũng không hề có Thiên Chí Tôn xuất hiện. TRC mắt, Mục Trần cùng Cửu U có khế ước huyết mạch, đã bị Cửu U tộc coi là mầm họa. Nếu chẳng may Mục Trần giờ, coi như Cửu U giữ DC tính mạng, cũng phải trả một cái giá nặng nề, không biết chừng, sẽ không thể hoàn thành bước tiến hóa quan trọng nhất. Cái hậu quả này, Cửu U tộc khó mà gánh nổi. Việc này, không dễ đối phó. Nàng tuy không sợ Cửu U tộc, nhưng cũng không thể không suy nghĩ cho Đại La Thiên Vực. Nội tình chủng tộc vạn năm, không chỉ đơn giản như vẻ ngoài ác. Đại La Thiên Vực dựa vào một mình nàng trèo trống, nếu nàng vấn lạc, Đại La Thiên Vực cũng không thể tiếp tục tồn tại. Nhưng Cửu U tộc không như vậy, dù không có Thiên Chí Tôn, nhưng cũng có mấy vị địa chí tôn, dù mất Thiên Tước trưởng lão, đối với họ tạo thành tổn thất nặng nề, nhưng còn sao mới đủ hủy diệt DC nó. Ngọc thủ Cửu U nắm chặt, nàng nhìn chằm chằm Thiên Tước trưởng lão, hít sâu một hơi, gằn từng chữ, nếu các ngươi bất chấp hậu quả, vậy cũng đừng trách ta trở mặt. Nghe DC lời nói uy hiếp của Cửu U, sắc mặt Thiên Tước trưởng lão trầm xuống, nhìn vẻ mặt quật cường của Cửu U, hắn muốn tức giận, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể thở dài một hơi. Tiểu tử, ngươi cứ núp sau như vậy sao? Ánh mắt Thiên Tước trưởng lão chuyển hướng Mục Trần nói. Mục Trần nhẹ nhàng đem Cửu U kéo lại, hướng Thiên Tước trưởng lão nhàn nhạt nói, nếu sự tình thật sự đến một bước đó, ta có thể giải trừ khế ước huyết mạch, ta biết, cách ngươi nhất định có biện pháp. Nếu quả thật đến tình trạng đó, hắn tự nhiên sẽ không làm liên lụy Cửu U, nói không chừng còn liên lụy đến Đại La Thiên Vực, dù có Mạn Đà La bảo vệ, nhưng sẽ khó tránh khỏi phải trả một cái giá lớn mà nàng không thể thừa nhận. Một màn này, Mục Trần không muốn nhìn thấy. Mục Trần, Cửu U giận dữ, Cửu U tộc đương nhiên có biện pháp, bất quá, đối với Mục Trần, sẽ gây ra ảnh hưởng vô cùng lớn. Hắc, vậy mới đúng là nam nhân. Thiên Tước trưởng lão nói, ánh mắt dịu xuống, nói, cưỡng ép giải trừ khế ước, chỉ là hạ sách, thật ra, ngược lại có thể không cần, nhưng phải nhìn bản thân ngươi. Nghe DC lời Thiên Tước trưởng lão, Mục Trần cũng động lòng, hỏi, thật sự có cách. Một bên, đôi mắt Cửu U cũng sáng quắc nhìn chằm chằm Thiên Tước trưởng lão, chỉ là ánh mắt có chút nghi ngờ. Nàng đối với khế ước huyết mạch hiểu rất rõ, ngoại trừ cưỡng ép giải trừ ra, không có biện pháp nào khác. Muốn phá giải khế ước, đúng là không có cách khác. Hắn cười cười, nhìn vẻ thất vọng của Mục Trần, nói, nhưng mà, nếu ngươi có thể khiến trên dưới Cửu U tộc chấp nhận việc này, tự nhiên sẽ không có vấn đề, hơn nữa, ngươi còn đạt DC sự tín nhiệm của Cửu U tộc. Mục Trần nghe vậy, chỉ đành cười khổ, tuy hắn chưa từng tiếp xúc với Cửu U tộc, nhưng từ phản ứng của Thiên Tước trưởng lão mà xét, chỉ sợ họ tuyệt đối sẽ không chấp nhận khế ước giữa hắn và Cửu U. Những lời này, quả thực là vô nghĩa. Đúng là nói nhảm. Cửu U cũng minh bạch ngoặt nghèo trong đó, tức giận nói. Thiên Tước trưởng lão không nhìn Cửu U giận dữ, bình tĩnh nói, Cửu U, ngươi có biết vì sao trong tộc muốn gọi ngươi về không? Cửu U khẽ giật mình, lắc đầu, nàng chỉ cho là trong tộc nhận ra huyết mạch của nàng xuất hiện vấn đề, bất quá nghe Thiên Tước trưởng lão nói, tựa hồ không phải. Thiên Tước trưởng lão thấy thế, thì nhẹ nhàng nói, bởi vì thần thú chi nguyên sắp xuất hiện. Thần thú chi nguyên. Khi bốn chữ thần thú chi nguyên lọt vào tai, đồng tử Cửu U co lại, khuôn mặt lãnh diễm trở nên âm tình bất định, cuối cùng trầm mặc. Xem bộ dạng, nghĩ hẳn nhận ra hàm nghĩa của cái gọi là thần thú chi nguyên. Chương 965, 4 cái danh ngạch. Thần thú chi nguyên. Khi nghe cái tên xa lạ này, lông mày Mục Trần nhíu lại. Hắn đối với việc này không biết tí gì, nên cũng không rõ vì sao Cửu U lại biến sắc. Liễu Thanh nhìn khuôn mặt mờ mịt của Mục Trần, mở miệng giải thích, ở thời kỳ viễn cổ, trong đại thiên thế giới từng có một đại lục siêu cấp khổng lồ, tên là Thần thú đại lục, mà 89 phần linh thú thần thú trong đại thiên thế giới đều tới từ nơi này. Chỉ là sau này vực ngoại ma tộc xâm lấn đại thiên thế giới, đã tiến vào Thần thú đại lục, làm bạo phát một hồi đại chiến, trong tràng hủy diệt đó, Thần thú đại lục đã bị nghiền nát, bất quá dù vậy, nó vẫn là một trong những siêu cấp đại lục bên trong đại thiên thế giới. Nghe vậy, Mục Trần không nhìn DC hít một ngụm lương khí, đã bị nghiền nát, mà vẫn còn nằm trong số những siêu cấp đại lục của đại thiên thế giới. Khó mà tưởng tượng, cái thần thú đại lục này thời viễn cổ có bao nhiêu to lớn. Nghe nói thời viễn cổ, cái thần thú đại lục rộng lớn này, dù là cường giả chí tôn phi hành mấy chục năm cũng không bay hết. Như biết rõ suy nghĩ của Mục Trần, Liễu Thanh cười nói. Khóe môi Mục Trần co giật, hiển nhiên đã bị lời này làm chấn động. Mà thần thú chi nguyên chính là bảo địa trong đó, bên trong cự ngụ không ít thần thú mạnh mẽ, thậm chí có cả siêu cấp thần thú. Tại thời điểm đó, bên trong tập trung khoảng 3 phần chiến lực của cả đại lục. Mục Trần thầm tặc lưỡi. Cái thần thú chi nguyên này có năng lực khổng lồ chiếm cứ địa vị to lớn, có thể thấy bên trong có bao nhiêu nhân vật đáng sợ. Trong trường hạo kiếp đó, ngay cả vực ngoại tộc cũng nhận ra sự cường đại của thần thú đại lục, cuối cùng phái ra 10 siêu cấp cường giả đồng thời ra tay, thừa dịp thần thú đại lục không phòng bị, trực tiếp đem thần thú đại lục đánh nát, hơn nữa sử dụng lỗ đen thôn phệ, làm cho thần thú đại lục vấn lạc vô số thần thú trong cuộc chiến vực ngoại. Sau khi hạo kiếp qua đi, có một ít đại nhân vật ra tay, cảm ứng vị trí của thần thú chi nguyên, kể từ đó, cứ cách một khoảng thời gian, thần thú chi nguyên lại xuất hiện, lúc đó phần đông linh thú chủng tộc sẽ tiến vào thu hoạch cơ duyên. Liễu Thanh nói đến chỗ này, ánh mắt cũng trở nên nóng rực, hắn liếm môi nói, trong thần thú chi nguyên này vẫn lạc quá nhiều thần thú, thậm chí có cả viễn cổ bất tử điểu ở bên trong. Nếu Cửu U Điện Hà có thể đạt DC thần huyết viễn cổ bất tử điểu, thì tỷ lệ tiến hóa thành công thành viễn cổ bất tử điểu sẽ tăng rất nhiều. Trong lòng Mục Trần chấn động, hắn đã minh bạch vì cái gì Cửu U tộc lại coi trọng cái gọi là thần thú chi nguyên này như vậy. Cái tàn lục địa này đối với chủng tộc linh thú, chính là vùng đất mơ ước ác. Thần thú chi nguyên xuất hiện rất khó biết TRC, chỉ khi gần hiện ra mới có thể cảm nhận DC, mà mỗi lần như vậy, đều đem lại chấn động cực lớn trong linh thú chủng tộc. Mục Trần gật đầu, trong cái bí cảnh này vẫn lạc qua nhiều thần thú, nếu có thể lấy DC một ít thần huyết, đối với linh thú thần thú mà nói sẽ đạt DC vô số chỗ tốt. Ở một bên, Cửu U cũng đã bình tĩnh lại, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Thiên Tước, nghi ngờ nói, thần thú chi nguyên xuất hiện, có quan hệ gì với Mục Trần? Tuy nghe nói trong thần thú chi nguyên có thần huyết thần thú, nhưng chỉ là truyền thuyết, không có chứng cứ, mà Mục Trần có một tia thần thú uy áp của nhất mạnh Phượng Hoàng ta, nếu tiến vào trong đó, không chừng có thể giúp ngươi tìm DC viễn cổ bất tử điểu. Mặt khác, mỗi lần thần thú chi nguyên xuất hiện, đều có rất nhiều thiên tài các tộc tiến vào, mà ngấp nghé thần huyết bất tử điểu cũng có không ít, như Linh Bằng tộc, Thiên Hạc tộc, Long Tước tộc, còn cả Lôi Ô tộc xưa nay không hợp với chúng ta, nếu mà gặp phải, sẽ chả phải chuyện tốt. Hơn nữa, nếu thật sự xuất hiện thần huyết, thì không chỉ linh thú chủng tộc, mà cả thần thú chủng tộc như Phượng Hoàng tộc cũng sẽ ra tay tranh đoạt. Nói đến đây, Thiên Tước nhìn Mục Trần nói, mà nếu ngươi có thể vì Cửu U lấy DC thần huyết, ta nghĩ, trong tộc sẽ không có bất cứ kẻ nào phản đối khế ước huyết mạch của các ngươi. Cửu U nghe vậy, khuôn mặt trở nên khó coi, Thiên Tước nói thì nhẹ nhàng, nhưng nàng hiểu những khó khăn trong đó. Tiến vào thần thú chi nguyên, chính là thiên tài các đại chủng tộc linh thú, thực lực cường hãn vô cùng, càng đừng nói thần thú chủng tộc như Phượng Hoàng tộc, dù là nàng cũng không nắm chắc, nói gì tới Mục Trần. Mục Trần nhìn thoáng qua khuôn mặt khó coi của Cửu U, chỉ cười nói, nếu quả thực có thể giúp DC Cửu U, ta tự nhiên sẽ dốc toàn lực. Nhìn sắc mặt của Cửu U, hắn biết yêu cầu của Thiên Tước có bao nhiêu khó khăn, nhưng hắn không cự tuyệt, vì dù Cửu U tộc không yêu cầu, chỉ cần biết DC việc này, hắn sẽ tìm mọi cách tiến vào tìm kiếm vì Cửu U. Tuy không biết có thành công hay không, nhưng hắn vẫn phải thể hiện thái độ tự tin, tránh cho mọi người cảm thấy bất an. Đối với sự quyết đoán của Mục Trần, Thiên Tước trưởng lão cũng có chút ngoài ý muốn, ánh mắt nhìn Mục Trần trở nên hòa hoãn, chợt hắn cười nói, ngươi cũng đừng đáp ứng nhanh như vậy, đề nghị của ta, con phải DC trong tộc đồng ý mới DC. Cửu U tộc ta có thể đưa 4 người vào trong thần thú chi nguyên, dưới mắt đã có 3 người, trong đó có Cửu U, còn người cuối cùng, trong tộc vẫn còn đang thương nghị. Nói đến đây, Thiên Tước trưởng lão nhìn Mục Trần, nói, mà lão phu chỉ có thể vì ngươi báo danh, còn về phần có thể lấy DC không, phải dựa vào chính ngươi rồi. Ta... Mục Trần khẽ giật mình. Tới hiện tại, có tư cách cùng ngươi tranh đoạt danh ngạch, trong tộc ta có 2 người, mà cả 2 đều là thiên tài trong tộc, tuy nói thời gian tu luyện của họ dài hơn ngươi, nhưng lấy tuổi thọ Cửu U tộc mà tính, vẫn có thể coi là trẻ tuổi, cho nên nếu không có gì bất ngờ, danh ngạch cuối cùng sẽ rơi vào một trong 2 người, mà ngươi muốn lấy DC danh ngạch cuối cùng này, phải thể hiện ra thực lực mạnh hơn họ. Không biết 2 người này có thực lực thế nào? Mục Trần cẩn thận hỏi. Liễu Thanh không bằng bọn hắn. Thiên Tước trưởng lão bình tĩnh đáp. Đồng tử Mục Trần co lại, trong lòng chấn động, hắn cũng không ngờ nội tình của Cửu U tộc lại mạnh như vậy, thực lực như Liễu Thanh ở trong tộc còn không DC top 3. Lấy thực lực hiện tại của Mục Trần, nếu không có chiến ý lực trợ giúp, cùng lắm chỉ bằng Liễu Thanh, như vậy nói, nếu đụng phải 2 người đó, dù đem hết toàn lực cũng khó mà thắng DC. Mà dù có may mắn giành DC, khi tiến vào thần thú chi nguyên sẽ phải đối mặt với càng nhiều đối thủ cường đại hơn, đó mới là vấn đề. Thiên Tước nhìn vẻ mặt ngưng trọng của Mục Trần, cười nhạt nói, lấy thực lực của ngươi, tranh đoạt danh ngạch thứ 4 này không phải dễ. Đối với lời nói của hắn, Mục Trần cũng không phản bác. Nhưng thời gian tiến vào thần thú chi nguyên còn gần 2 tháng, nếu ngươi nhất định muốn thử, lão phu sẽ vì ngươi tranh thủ. Thời gian này, mí mắt Thiên Tước trưởng lão vừa nhấc, liếc Mục Trần nói, còn nếu ngươi không có lòng tin mà nói, thì chuyện này chỉ có thể đợi hội trưởng lão đến quyết định xử lý rồi. Mục Trần nghe vậy, tức thì trầm mặc. Việc này ngươi tự cân nhắc, nếu ngươi muốn, ta nghĩ, Đại La vực chủ hẳn là có thể đưa ngươi tới Cửu U tộc. Thiên Tước thấy Mục Trần trầm mặc, nhưng không ép hắn trả lời, chỉ phất tay quay người rời đi, lão phu sẽ ở trong tộc đợi đáp án của ngươi. Cửu U điện hạ, đi thôi. Liễu Thanh nhìn về phía Cửu U nói. Bàn tay ngọc của Cửu U nằm chặt, sau đó nàng quay người hướng Mục Trần, cặp môi đỏ thắm khép mở, dù không có âm thanh, nhưng hắn biết nàng nói gì. Không nên đi, trốn thật xa. Liễu Thanh cùng Cửu U hóa thành lưu quang bay hướng Thiên Tước trưởng lão rời đi. Mục Trần nhìn bọn họ rời đi, bàn tay nắm chặt. TRC khi đi, Cửu U bảo hắn chạy trốn, rõ ràng muốn hắn tạm tránh đi, đợi khi hắn có thực lực khiến Cửu U tộc phải coi trọng, họ sẽ không dám dị nghị việc khế UOX nữa. Nhưng mà như vậy, sẽ khiến Cửu U phải chịu tai tiếng trong tộc, như là chửa hoang ấy, về, dù chính nàng không để ý, nhưng hắn không muốn việc đó phát sinh. Tuyệt đối không thể bỏ đi. Mặc kệ thiên tài trong Cửu U tộc lợi hại thế nào, cũng không làm hắn sợ hãi. Nếu không, những năm tháng rèn luyện của hắn không phải luyện đến trên thân chó rồi sao? Nghĩ tới đây, ánh mắt Mục Trần trở nên lăng lệ. Ở một bên, Mạn Đà La nhìn Mục Trần, nói, ngươi định thế nào? Bọn Tam Hoàng cũng nhìn Mục Trần. Bàn tay đang nắm chặt của Mục Trần chậm rãi buông lỏng, trên khuôn mặt hiện lên sự kiên quyết, nói, 2 tháng sau, tiến vào Cửu U tộc. Giọng nói tuy nhẹ, nhưng vô cùng kiên quyết. Chương 966, 2 tháng chuẩn bị. 2 tháng sau, đi Cửu U tộc. Đối với lựa chọn của Mục Trần, trên gương mặt của Mạn Đà La không có vẻ gì ngoài ý muốn, nàng nhìn liếc hắn nói, bất quá thiên tước trưởng lão kia nói hoàn toàn chính xác, thực lực của ngươi bây giờ, nếu không có chiến ý hỗ trợ, muốn đoạt DC danh ngạch là vô cùng khó khăn. Mục Trần hôm nay chỉ là ngũ phẩm chí tôn, mà hai người tranh đoạt danh ngạch trong Cửu U tộc so với Liễu Thanh, còn mạnh hơn một đường, nói không chừng, đã chạm tới thất phẩm chí tôn. Nếu cộng thêm thần thú thể chất, thực lực càng mạnh, Mục Trần muốn đoạt đồ trong miệng họ, hiển nhiên không dễ, hơn nữa. Dù may mắn thắng DC, mà hắn muốn giúp Cửu U đoạt DC thần huyết trong thần thú chi nguyên, còn phải đối mặt với càng nhiều thiên tài các tộc thần thú, trong đó sẽ có càng nhiều tồn tại mạnh hơn, thực lực ngũ phàm chí tôn của Mục Trần vẫn còn kém không ít. Đối với lời nói thẳng thừng của Mạn Đà La, Mục Trần không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại cười nói, đúng là như vậy, bất quá. Ta không phải vẫn còn 2 tháng sao, ân. Mạn Đà La, Tam Hoàng nghe vậy, hai mắt liền sáng lên nhìn phía Mục Trần. Mục Trần nhìn ánh mắt của họ, nhẹ nhàng gật đầu. Khi hắn ở trong Vẫn Lạc chiến trường, đã mượn Vẫn Lạc nguyên đan đột phá đến ngũ phẩm chí tôn, sau nửa năm củng cố, hắn cũng không tiếp tục cưỡng ép đột phá, mà áp chế trong cơ thể. Sau nửa năm ép xúc, linh lực trong cơ thể hắn đã yên lặng đạt đến viên mãn. Gần đây, trong khi tu luyện, hắn có thể cảm giác DC linh lực trong Chí Tôn Hải đang gào thét, có một loại cảm giác sung mãn tự nhiên. Việc đột phá đã là nước chảy thành sông. Cho nên, hiện tại hắn đã có thể lần nữa đột phá. Chỉ có điều, có việc còn phải nhờ vực chủ giúp đỡ. Ánh mắt Mục Trần hướng Mạn Đà La cười cười nói. Có gì cứ nói. Mạn Đà La vung tay lên, ngược lại có chút hào khí. Lần này đột phá, sợ là cần không ít chí tôn linh dịch, nên muốn tìm vực chủ mượn tạm 100 vạn giọt để dùng. Mục Trần mỉm cười nói. Thời điểm đột phá, tất nhiên sẽ cần một lượng chí tôn linh dịch khổng lồ. Mà hiện tại Vẫn Lạc nguyên đan đã sớm dùng hết, giờ chỉ có thể dùng chí tôn linh dịch tu luyện, loại tu luyện tiêu hao phẩm này, hiện tại Mục Trần đã dùng hết. Tuy thế lực Cửu U cung gần đây bành trướng, thành thị dưới trướng nhiều nhất Đại La Thiên Vực, nhưng cũng không có nghĩa là Mục Trần kiếm DC đầy bồn đầy bát, bởi Cửu U cung gia lớn nghiệp đạt, tài phú tiêu hao cũng là con số không nhỏ, hơn nữa, cũng chưa tới thời điểm các phương chư hầu tiến cống, Cửu U cung không có khả năng đòi tiền TRC hạn, nếu để lộ ra ý đồ vơ vét tài phú, không chừng sẽ đưa tới những lời dị nghị. 100 vạn chí tôn linh dịch. DC, quay về ta sẽ cho người đưa tới ngay. Mà đối với thỉnh cầu của Mục Trần, Mạn Đà La không hề cự tuyệt. Dù sao trong đại thú liệt chiến, Mục Trần đã lập DC công lao to lớn, những công lao này, không phải là ném cho Cửu U cung chút ưu đãi là có thể trả đủ. Hắc, ngươi dù gì cũng là người Đại La Thiên Vực ta, lần này đi Cửu U tộc, cũng không thể để người khác coi thường, cho nên nếu ngươi có yêu cầu gì, cứ việc nói ra, Đại La Thiên Vực ta sẽ tận lực thỏa mãn. Mục Trần nhìn Mạn Đà La bộ dạng tài đại khí thô, cũng không nhìn DC cười, cũng không khách khí, nói, đã như vậy, thì phiền vực chủ giúp ta tìm ít linh trần đồ, nếu có thể, thiên phẩm linh trận là tốt nhất. Thiên phẩm linh trận, nghe DC 4 chữ này, con mắt kim sắc của Mạn Đà La hiện lên tinh quang, ánh mắt của nàng dò xét trên dưới Mục Trần, nói, ngươi giờ có thể bố trí thiên phẩm linh trận. Vậy chẳng phải là nói, ngươi bây giờ đã là linh trần đại sư. Linh trận đại sư phân làm thiên địa nhân tam phẩm, ứng với chí tôn cửu phẩm, dĩ vãng Mục Trần mới bố trí qua yêu liên trận đồ hình thái tứ liên, đã đạt tới địa phẩm linh trận, hắn khi đó hiển nhiên còn xa chưa tới trình độ linh trận đại sư, thậm chí, vì lâu không bố trí qua linh trận, làm cho Mạn Đà La cũng quên mất thân phận linh trận sư của Mục Trần. Bây giờ, khi Mục Trần nói ra, mọi người mới nhớ, chiến trận sư vốn là một nhánh của linh trận sư, Mục Trần trên mặt linh trận hiển nhiên có thiên phú kinh người, nếu không làm sao có thể trên mặt chiến y tiến bộ siêu tốc như vậy. Ánh mắt Tam Hoàng kinh nghi liếc Mục Trần. Nếu Mục Trần có thể bố trí thiên phẩm linh trận, dù là thiên phẩm linh trận hạ cấp, cũng đủ chống lại thất phẩm chí tôn ác. Đối với ánh mắt kinh nghi của mọi người, Mục Trần nhẹ nhàng cười nói, tuy còn chưa thành thạo, nhưng cũng đã có chút thành tựu, nếu có DC trận đồ, muốn bố trí hẳn không khó. Trong gần 1 năm này, tuy hắn không có chủ tu linh trận, nhưng cũng không lười biếng, chỉ là thay đổi trọng tâm tu luyện thôi. Hơn nữa, sau khi tiếp xúc với chiến ý, vì là đồng nguyên, nên đối với một số vấn đề trong linh trận, đã hiểu ra không ít, bất chi bất giác, thành tựu linh trận của hắn đã tăng lên. Chỉ là vì thời gian cấp bách, sau lại gặp phải đại thú liệt chiến, nên không có thời gian tìm hiểu, mà giờ đây, hắn muốn đào móc tiềm năng linh trận của mình, nó sẽ trở thành con bài mạnh mẽ trợ giúp Cửu U lấy DC thần huyết của hắn. Xem ra ngươi cũng ẩn giấu không ít, khó trách lại dám đi nơi đó. Mắt Mạn Đà La hiện kỳ quang, trong lòng thở dài một hơi, nàng đã an tâm việc Mục Trần tiến vào thần thú chi nguyên. Dù sao tiến vào thần thú chi nguyên đều là thiên tài các đại tộc, trong cùng thế hệ, những kẻ đó so với Bắc Giới thì mạnh hơn nhiều. Như vậy, lần này ngươi đi thần thú chi nguyên sẽ không có việc gì, chỗ đó đối với ngươi, ngược lại tồn tại không ít cơ duyên, nói không chừng, ngươi còn có thể tu luyện Long Phượng Thể đến tầng thứ 2 cũng không chừng. Mục Trần nghe vậy, trong lòng cũng nóng lên. Tu luyện Long Phượng chân kinh, giúp hắn có DC Long Phượng chi văn, Long văn tăng ATK Def, Phượng văn tăng SPDINF, tuy chỉ là tầng thứ nhất, nhưng đã giúp Mục Trần rất nhiều trong chiến đấu. Tầng thứ nhất Long Phượng chân kinh là kích hoạt chân linh, Aura, mà tầng thứ hai chính là hóa hình gọi pet. Tên như ý nghĩa, tới tình trạng này, Long Phượng chi linh sẽ thoát ly thân thể, cùng Mục Trần chiến đấu đối địch. Đây chính là một làn biến chất. Tới lúc đó, uy lực của Long Phượng chân kinh sẽ dần hiện ra. Mục Trần vốn thèm thường thứ này từ lâu, nhưng Long Phượng chân kinh quá khó luyện, dù hắn đã hao tổn không ít công sức, nhưng thủy chung không thể chạm tới tầng thứ hai. Bởi vì khi tu luyện, cần đại lượng các loại thần huyết, thứ này trong đại thiên thế giới cũng không nhiều, rất khó lấy DC, nhưng trong thần thú chi nguyên, lại có vô số thần thú giờ, I, P, thậm chí có cả siêu cấp thần thú, nếu hắn có thể lấy DC, có lẽ thật sự có thể tu luyện đến tầng thứ hai Long Phượng Thể ác. Xem ra cái thần thú chi nguyên này không thể không đi rồi. Nghĩ đến đây, Mục Trần mỉm cười tự nói. Thiên phẩm linh trận cứ để ta, chỉ là thời gian gấp gáp, muốn lấy DC có lẽ sẽ phải trả giá không ít. Mạn Đà La gật đầu nói. Thiên phẩm linh trận giá, chị không thấp, hơn nữa còn muốn lấy DC trong thời gian ngắn, tự nhiên phải bổ một cái ra không nhỏ. Làm phiền rồi. Mục Trần gật đầu. Cũng may là có Đại La Thiên Vực chống lưng, nếu chỉ có mình hắn thì thật chẳng biết làm sao. Trong 2 tháng này, ta cũng phải tranh thủ luyện hóa linh thần dịch, không thì đến lúc tới Cửu U tộc, nếu có biến cố gì lại. Mạn Đà La thản nhiên nói. Mục Trần phải chuẩn bị đầy đủ, nhưng nàng cũng không nhàn rỗi, vạn nhất Mục Trần tranh đoạt danh ngạch thất bại, nếu Cửu U tộc muốn đem Mục Trần giam lại, nàng khó tránh khỏi phải giao thủ với cường giả Cửu U tộc. Cửu U tộc nội tình thâm hậu, tuy không có Thiên Chí Tôn, nhưng nếu Mạn Đà La không đột phá thượng vị địa Chí Tôn, chỉ sợ khó mà làm họ kiêng kỵ. Mục Trần cũng hiểu ý Mạn Đà La, nói, đa tạ. Hắn hiểu rõ, lần đi Cửu U tộc này có bao nhiêu nguy hiểm. So với nơi đó, Bắc Giới cũng không là gì cả, nhưng Mạn Đà La vẫn ủng hộ hắn. Phần tâm ý này, làm cho Mục Trần cảm động. Hắn cảm thấy thật sáng suốt khi đưa tinh không chấn ma tháp, cùng với linh thần dịch cho Mạn Đà La. Nếu không làm như vậy, hắn đã không có DC sự ủng hộ của nàng. Những lời hoa mỹ không cần nói. Mạn Đà La cua nắm tay nhỏ, nói, chuyện ngươi cần làm bây giờ là tranh thủ trong 2 tháng, đột phá lục phẩm chí tôn. Mục Trần nghe vậy, gật đầu tự tin. 2 tháng sau, tất cả sẽ rõ ràng. Chương 967, Chí Tôn lục phẩm. Sâu bên trong Đại La Thiên, một tòa cô phong đứng sừng sững, ngọn núi này cực cao, cơ hồ có thể phủ lấy một nửa Đại La Thiên, ở trong đó thiên địa linh lực nồng đậm nhất cả chi địa Đại La Thiên. Nơi này Mạn Đà La dùng làm chỗ tu luyện cho mình, người tầm thường Đại La Thiên vực căn bản không có thể vào. Bất quá lúc này đây, vì tạo điều kiện đột phá hoàn mỹ nhất cho Mục Trần, Mạn Đà La đem nơi tu luyện này cho Mục Trần dùng. Mà lúc này, ở bên trên cô phong, có một gian thạch thất dựa vào núi mở ra, Mục Trần đứng trước thạch thất, hắn nhìn qua phiến núi này chung quanh thiên địa tràn ngập nhàn nhạt sương mù, trong mắt hiện lên một vòng sợ hãi thán phục. Bởi vì những sương mù này chính là linh lực biến thành, việc này đủ để nói lên phiến khu vực này linh lực nồng đậm và tinh thuần đến cỡ nào. Hiển nhiên, bên trong phiến khu vực có không ít tụ linh trận hoặc là cùng loại linh trận, đem toàn bộ linh lực thiên địa của Đại La Thiên đều hấp thu vào nơi này. Ngược lại là một chỗ tu luyện tuyệt hảo. Mục Trần mỉm cười, nhưng lại không chần chờ nữa, trực tiếp quay người tiến vào thạch thất, rồi sau đó phong bế cửa động, trong thạch động rộng rãi có một chiếc giường bằng đá. Mục Trần tiến lại gần rồi ngồi xuống xếp bằng trên giường đá. Hắn cũng không lập tức bắt tay liền vào việc tiến hành đột phá chí tôn lục phẩm, mà là chậm rãi nhắm mắt. Tâm thần dần dần ngưng định, quanh thân thiên địa linh lực cũng là hóa thành sương mù, theo hơi thở cùng với lỗ chân lông trên da hắn, liên tục dũng mãnh không ngừng tiến vào cơ thể hắn. Hắn cần điều chỉnh trạng thái tu luyện bản thân cho tốt nhất để tiến hành đột phá. Mà một hồi tu luyện này kéo dài gần 5 ngày, đến ngày thứ 5 hai mắt đóng chặt của Mục Trần lại lần nữa mở ra, lúc này hai con ngươi hắn đen kịt, nhưng lại hiện ra một loại sắc thái óng ánh, là bởi vì linh lực trong cơ thể hắn đã bành trướng tới cực điểm. Mục Trần có thể cảm giác được, lúc này tứ chi bách hải linh lực bàng bạc chảy xuôi, giơ tay nhấc chân là có thể phá nát một ngọn núi cao. Không sai biệt lắm. Mục Trần thì thào tự nói, chợt trong đôi mắt linh quang phát ra, hắn cong ngón tay búng ra một luồng hồng quang gào thét sôi trào như dòng sông, chiếm giữ một khoảng không gian cực kỳ rộng lớn trong thạch động. Một nhánh sông hiện ra, sắc thái óng ánh giống như nước sông đang sôi trào, linh khí tràn ngập, làm cho không khí đều là trở nên ướt át, có dấu hiệu biến ảo thành giọt nước nhỏ. Cái nhánh sông này là do 100 vạn chí tôn linh dịch biến thành. Mục Trần ngẩng đầu nhìn thoáng qua dòng sông linh lực, rồi sau đó hai tay kết ấn, khẽ nhếch miệng, lập tức có một đạo linh lực như nước lũ gào thét, trực tiếp theo miệng hắn dũng mãnh tiến vào. Linh lực bằng bạc trong cơ thể Mục Trần lập tức nổ tung. Nhưng thần sắc Mục Trần đối với việc này vẫn bình tĩnh, không chút hoang mang. Hắn biến ảo ấn pháp, vận chuyển những dòng linh lực bàng bạc này theo kinh mạch, cuối cùng trải qua luyện hóa, liên tục không ngừng bị hút vào trong Chí Tôn Hải. Bên trong Chí Tôn Hải, linh lực phảng phất phô thiên cái địa hóa thành mưa to như chút nước xuống Chí Tôn Hải. Tuy nhiên linh lực trong Chí Tôn Hải dùng một loại tốc độ tăng trưởng chậm rãi, kiên định. Cảm thụ được linh lực tăng trưởng bên Chí Tôn Hải, Mục Trần thần sắc không đổi, hai mắt nhắm lại. Thời gian dần trôi qua, lần này tu luyện cần một ít thời gian ngưng luyện linh lực, đợi thời khắc mấu chốt đến liền tiến hành một phen đột phá. Trong mắt hắn chỉ cần duy trì liên tục, không ngừng quán chú linh lực khổng lồ tiến vào Chí Tôn Hải là được. Vì vậy, Mục Trần tâm thần dần dần ngưng định, bắt đầu vứt bỏ tạp niệm, tiến nhập tầng sâu trong trạng thái tu luyện. Mà hai mắt hắn lần này khép lại, đợi đến lần nữa mở ra đã là 10 ngày sau. Trong vòng 10 ngày, 100 vạn chí tôn linh dịch bị hắn hấp thu gần 1/5, cũng đã làm cho da thịt thân thể Mục Trần đang không ngừng tách ra. Tràn ngập linh lực cùng với linh quang sáng chói ào ạt tuôn ra, không ngừng phập phồng dao động từ trong cơ thể hắn. Là vì trong cơ thể hắn linh lực đã dần dần đạt tới đỉnh, dấu hiệu đột phá. Còn chưa đủ. Bất quá đối với Mục Trần lại là khẽ lắc đầu, còn một khoảng nửa mới tới điểm đột phá, vì vậy hắn lại lần nữa hai mắt nhắm lại. Một thời gian ngắn kế tiếp, hai mắt Mục Trần từ từ mở ra, ngước nhìn dòng sông 100 vạn chí tôn linh dịch, hội hóa đã giảm bớt 1 phần. Đến lần thứ tư hắn dương đôi mắt nhìn dòng sông, vốn là linh lực sôi trào lao nhanh, đã hóa thành dòng suối, thể tích đã rút nhỏ hơn gấp 5 lần, mà lúc này thời gian cũng đã trôi qua suốt 1 tháng. Lúc này Mục Trần quanh thân linh quang đã nồng đậm đã đến cực hạn, linh quang dưới ánh sáng đã khiến thân ảnh của hắn nhìn không rõ lắm, từ xa nhìn lại, giống như một vòng linh quang liệt nhật. Một cỗ linh lực cực kỳ cường hoành chấn động, làm cho tòa thạch động có chút chấn động, trong lúc mơ hồ có khe hở lặng yên lan tràn. Mục Trần hít sâu một hơi, rồi sau đó miệng khẽ động, đúng là giống như kình ngư hấp nước, trực tiếp đem số chí tôn linh dịch còn thừa lại, một ngụm nuốt toàn bộ vào trong. Ông! Linh quang trong cơ thể hắn cường thịnh bạo phát ra đến khó có thể hình dung, cũng là vào lúc này bên trong Chí Tôn Hải của Mục Trần linh lực đạt đến độ cường đại nhất. Đã tới thời điểm đột phá, hai mắt Mục Trần lần thứ 5 nhắm lại. Mục Trần biết rằng lần sau hắn lại mở mắt ra là lúc hắn chính thức bước vào chí tôn lục phẩm, mà lần cuối cùng hắn nhắm mắt thì là suốt nửa tháng. Cô phong bên ngoài phiến khu vực này, lúc Mục Trần bắt đầu bế quan đột phá, Mạn Đà La liền đem nơi này phong tỏa, cấm bất luận kẻ nào trong Đại La Thiên Vực tiến vào, miễn quấy nhiễu Mục Trần đột phá. Mà lúc này, ở đằng kia bên ngoài bầu trời cô phong, mấy đạo nhân ảnh hiện ra, một người đầu đúng là Mạn Đà La, sau lưng hắn là Tam Hoàng. Bọn hắn vừa lộ diện, liền đem ánh mắt hướng về đỉnh núi có thạch động đang đóng chặt, ở đằng kia bên ngoài thạch động có linh trận ngăn cách, cũng là che đậy bất cứ ba động nào trong đó truyền ra, làm cho ngoại nhân khó có thể dò xét. Đã 1 tháng hơn rồi, Mục Trần vẫn chưa hoàn thành đột phá sao? Nếu không xuất quan chỉ sợ nội tộc Cửu U Tước đã quyết định chọn ra danh ngạch rồi. Thiên Thứ Hoàng nhìn qua thạch động đóng chặt kia, nhịn không được nói. Hắn cùng với tộc Cửu U Tước có chút quan hệ, cho nên hắn biết được một ít sự tình nội tộc Cửu U Tước. Sau khi Thiên Tước trưởng lão mang Cửu U về trong tộc, nội tộc Cửu U Tước cũng bởi vì huyết mạch kế ước gây ra một hồi chấn động thật lớn, trong đó một ít trưởng lão tính cách lạnh lùng, thậm chí có ý định phái ra đại quân tạo áp bách, cưỡng ép đối với Đại La Thiên Vực. Những cuối cùng đều bị Thiên Tước trưởng lão khuyên can, đương nhiên cũng có một phần Cửu U kiên quyết ngăn trở, nàng vì việc này mà đã có thái độ cứng rắn cương quyết, cũng là làm cho những trưởng lão kia bên trong Cửu U Tước nhất tộc thu liễm một ít, dù sao phụ thân Cửu U cũng là tộc trưởng tộc Cửu U Tước. Hơn nữa bản thân nàng là Cửu U Tước tộc nhân ngàn năm có một, có khả năng cao nhất tiến hóa thành Viễn Cổ Bất Tử Điểu. Cho nên ý kiến cùng với thái độ Cửu U cũng không thể làm ngơ được. Nhưng việc này dù sao cũng chỉ là tạm thời trì hoãn, nếu như Mục Trần không thể vượt qua đợt tuyển chọn danh ngạch này, chỉ sợ là vì bảo vệ huyết mạch Cửu U, một ít trưởng lão trong Cửu U Tước tộc đều không thể làm ngơ cho qua việc này, mà trực tiếp dùng thủ đoạn cưỡng ép làm cho Cửu U huyết mạch khôi phục tinh thuần. Mà lúc đó, đối với Mục Trần hay Đại La Thiên Vực, mà nói đều không phải là một tin tức tốt lành gì cho lắm. Đột phá là việc khó có thể nói trước, cưỡng ép mà làm cũng không có điểm gì tốt cho bản thân. Mạn Đà La nghe vậy, nhưng thần sắc lại bình thản, kim sắc trong con người nàng hàn quang xẹt qua, âm thanh lạnh lùng nói, tộc Cửu U Tước nếu như ngay cả một chút thời gian mà không thể kiên nhẫn, vậy cũng không có gì để bàn. Đến lúc đó họ thật sự muốn khai chiến, vậy thì ta phụng bồi, ngược lại là ta muốn nhìn trong tay Mạn Đà La, ta có thể vẫn lạc mấy vị địa chí tôn của tộc Cửu U Tước. Lời nói của Mạn Đà La có thêm một tia sát ý toát ra, làm cho thiên địa chung quanh trong khoảnh khắc đều trở nên ảm đạm. Trong thiên địa linh lực vào thời khắc này nhất thời có dấu hiệu đông cứng lại. Đứng một bên bọn Tam Hoàng phát giác được tia sát ý này, làm làn da họ nổi lên một tia hàn ý, cùng nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên một vẻ khiếp sợ. Lúc này Mạn Đà La so với một tháng trước kia, tuy nhìn qua như không có gì thay đổi, nhưng Tam Hoàng lại mẫn cảm phát giác được, hôm nay Mạn Đà La đã mạnh hơn nhiều so với thời gian trước. Thụy Hoàng sợ hãi thán phục lắc đầu, chợt cười nói, chúc mừng vực chủ chính thức tiến vào thượng vị địa chí tôn. Hiển nhiên, Mạn Đà La có sự biến hóa này là vì một tháng trước bế quan, đã giúp cho nàng bước qua nửa bước cuối cùng của bán bộ thượng vị địa chí tôn, để chính thức trở thành thượng vị địa chí tôn. Tuy nói việc này chỉ là nửa bước chênh lệch, nhưng Thụy Hoàng bọn hắn lại tinh tường hiểu được đó là một khoảng cách cực lớn, điểm này trong đại thú liệp chiến cũng đủ để nhìn ra, Linh Khôi đệ tứ điện chủ, dùng lực lượng một người trực tiếp chống lại thất đại địa chí tôn Bắc Giới. Tuy nhiên trong đó có vài nguyên nhân thất đại địa chí tôn đề phòng lẫn nhau. Nhưng hiển nhiên, nếu như đến lúc đó thật sự tộc Cửu U Tước muốn khai chiến, chỉ cần Mạn Đà La hạ sát tâm, thì tộc Cửu U Tước sẽ không biết vẫn lạc mấy vị địa chí tôn, mà một cái giá lớn bực này, cho dù là dùng nội tình tộc Cửu U Tước thì cũng không cách nào vượt qua. Huống chi, Mạn Đà La trong tay còn có một kiện thánh vật tinh không chấn ma tháp tá trợ, cho dù đối đầu một vị địa chí tôn thì Mạn Đà La cũng không xem ra gì. Oanh, trong lúc Tam Hoàng vì Mạn Đà La đột phá mà cảm thấy mừng rỡ thán phục và sợ hãi, vào thời điểm này, trước mắt họ đỉnh cô phong cực lớn lại hơi run lên, ngay sau đó một đạo thanh âm to lớn, giống như cuồn cuộn kinh lôi từ bên trong ngọn núi kia truyền ra, cuối cùng ầm ầm vang vọng trong thiên địa. Phanh, lúc âm thanh vang vọng truyền ra thì cửa thạch động lập tức nổ tung, đá vụn bắn tung tóe, một đạo quang ảnh bắn ra trong ánh mắt kinh hãi mãnh liệt của bọn người Tam Hoàng, cuối cùng lăng không đứng ở trên bầu trời. Tam Hoàng ánh mắt nhìn theo, chỉ thấy được thân ảnh Mục Trần lăng không mà đứng, lúc này linh quang toàn thân bắt đầu khởi động, con ngươi màu đen giống như bảo thạch, tinh mang mãnh liệt bắn ra, chấn nhân tâm phách. Mà trông lấy lúc này Mạn Đà La, Tam Hoàng như chút được gánh nặng thở dài một hơi, bởi vì bọn họ có thể cảm giác được hiện tại Mục Trần so với tháng trước cường hãn lên không ít, hiển nhiên là Mục Trần đã hoàn thành đột phá, chính thức bước chân vào chí tôn lục phẩm. Ha ha, chúc mừng Mục Vương, bước vào lục phẩm. Tam Hoàng cười nói. Thời gian trôi qua, tinh quang trong mắt Mục Trần dần thu liễm, hắn nhìn về phía Mạn Đà La cùng với Tam Hoàng cười cười, rồi sau đó bay vút đến. Mạn Đà La nhìn hắn lướt đến, hàn ý trên gương mặt cũng từ từ tiêu tán, bàn tay nhỏ bé nàng nắm chặt, chỉ thấy một số đạo quang mang thoáng hiện ra, cuối cùng biến thành 5 quyển trục màu sắc không đồng nhất. Đây là trận đồ ngươi yêu cầu ta tìm, trong đó có 2 quyển chính là trận đồ thiên cấp. Nghe được lời ấy của nàng, trong lòng Mục Trần lập tức đại hỉ. Rồi sau đó ánh mắt hắn hướng về 5 quyển trục đang tản ra chấn động kỳ dị. Chương 968, Linh trận thiên cấp. Linh trận thiên cấp. Ánh mắt Mục Trần trở nên nóng bỏng, loại linh trận này là lần đầu tiên hắn nhìn thấy, không kịp đợi, bàn tay nắm lại, quyển trục lục đạo rơi vào lòng bàn tay của hắn. Linh lực tràn ra, trực tiếp tiền vào bên trong quyển trục, đại lượng tin tức dũng mãnh tràn vào đầu hắn. Địa phẩm cao cấp linh trận, Thanh Liên Linh Kiếm Trận. Địa phẩm cao cấp linh trận, Thiên La Trận. Địa phẩm cao cấp linh trận, Bất Diệt Kim Trung Trận. Đầu tiên trong đầu Mục Trần chính là 3 cuốn địa phẩm cao cấp linh trận, loại linh trận đẳng cấp này coi như là lục phẩm chí tôn cũng vô cùng kiêng kỵ. Mà 3 đạo linh trận này, vừa có linh trận công kích, vừa có khốn trận, vừa có linh trận phòng ngự, đều có uy lực không tầm thường, hiển nhiên Mạn Đà La khi thu thập cũng có chút dụng tâm. Bất quá 3 đạo linh trận này cũng không phải thứ làm Mục Trần động tâm nhất, tâm thần khẽ động, trong đầu hắn liền có kim quang tỏa ra, bên trong hào quang có thêm văn tự hiển lộ. Thiên phẩm hạ cấp linh trận, Thiên Sơn Thần Ấn. Thiên phẩm hạ cấp linh trận, Chu Tiên Trận. Mục Trần nhắm mắt lại cảm nhận tin tức trong đầu, đến khi mở ra, trong mắt không thể che giấu sự vui mừng. Hắn nắm chặt quyển trục trong tay, lẩm bẩm nói, thiên phẩm linh trận. Tuy nói nhận DC chỉ là linh trận hạ cấp, nhưng bố trí ra, coi như thất phẩm chí tôn, cũng có thể đánh hắn trọng thương. Ta vốn muốn thu thập cho ngươi một ít cao cấp trận đồ, nhưng thời gian quá gấp gáp. Trận đồ bực này, đều nằm trong tay linh trận sư. Mà linh trận sư lại đem trận đồ xem như sinh mệnh, nên không thể giao dịch đơn giản DC. Mạn Đà La nói. Vậy là đủ rồi. Mục Trần gật gật đầu, dùng thực lực hắn hôm nay, dù muốn bố trí thiên cấp hạ phẩm linh trận cũng có chút miễn cưỡng. Muốn thực sự đem linh trận bực này bố trí ra, hắn còn cần quan sát thể ngộ rất nhiều. Cho nên nói coi như Mạn Đà La, vì hắn tìm tới thiên cấp trung phẩm hoặc thượng phẩm linh trận đồ, Mục Trần hắn đều khó có khả năng bố trí ra. Trong hai cuốn thiên cấp linh trận, cuốn cuối cùng càng cường đại, giá trị của nó nhiều gấp đôi cuốn thiên cấp linh trận khác. Mạn Đà La nhìn thoáng qua quyển trục trong tay Mục Trần, nói. Mục Trần trong mắt lóe sáng, biết Mạn Đà La nói chính là cuốn Chu Tiên Trận trận đồm, hắn xem lại tin tức trong đầu, hai mắt tỏa sáng. Linh trận này chỉ là tàn trận. Mục Trần chậm rãi nói, nhưng ánh sáng trong mắt không hề giảm đi. Đây là viễn cổ linh trận, tổng cộng có 3 cuốn, đây là phẩm thượng. Nếu tìm đủ 3 cuốn, chỉ sợ dù là thượng vị địa chí tôn, cũng có thể diệt sát. Tam Hoàng bên cạnh nghe DC, trên mặt lập tức hiện lên vẻ chấn động. Có thể diệt sát thượng vị địa chí tôn, chẳng lẽ nói chính là tông sư linh trận trong truyền thuyết hay sao? Bất quá, cái Chu Tiên trận này xem như là yếu nhất trong 3 cuốn, cho nên mới DC chuyển lưu, về 2 cuốn khác lại cực hiếm thấy. Muốn góp đủ khả năng không cao. Mục Trần lắc đầu, thoáng có chút tiếc nối. 3 cuốn Chu Tiên trận này nếu như có thể tề tựu, chỉ sợ giá trị không kém hơn thánh vật tinh không chấn ma tháp. Dù sao đối với linh trận tông sư, loại linh trận cấp bậc này mới là đáng giá nhất. Nhưng cuốn Chu Tiên trận này dù là phần yếu nhất, nhưng vẫn lợi hại hơn thiên cấp hạ phẩm linh trận tầm thường. Giá trị ngang với cao cấp linh trận đồ, ngược lại là đáng giá. Mục Trần cười cười, xem ra hắn phải hào hào nghiên cứu cái gọi là Chu Tiên trận này. Có nó trong tay, tất nhiên sẽ là một đại sát khí không tệ. Nếu như đi thần thú chi nguyên, càng nhiều hơn một ít đảm bảo. Mà lần đột phá này, cũng là Mục Trần tự tin không ít. Hắn hôm nay, dù không dùng linh trận, muốn thắng Liễu Thanh không phải là việc khó. Kỳ hạn 2 tháng, còn lại nửa tháng, ngươi lại nghỉ ngơi 10 ngày, đến lúc đó, chúng ta liền tiến về Cửu U Tước tộc. Mạn Đà La nhìn về phía Mục Trần, nói, tốt. Mục Trần gật đầu, hắn vừa mới đột phá, đích thực cần thời gian thích ứng với linh lực tăng vọt trong cơ thể. Đồng thời hắn cũng muốn trong thời gian này, đem linh trận trong tay đều thể ngộ một phen, chính thức đem chúng bố trí ra. Đã có mục tiêu, không chỉ hoãn, Mục Trần thân hình khẽ động, trực tiếp hóa thành lưu quang lướt về phía Cửu U cung, khẽ động kiểu gì mà hóa thành tia sáng DC, tiến sâu vào địa phương u tĩnh nhất. Trong nửa tháng này, Mục Trần chửa tường bước ra khỏi Cửu U cung, thời gian của hắn đều dùng để thích ứng linh lực trong cơ thể với thể ngộ linh trận. Trong quá trình thể ngộ linh trận, Mục Trần cũng dần thăm dò DC cách bố trí, bất quá trong thời gian đầu, hắn gặp phải không ít thất bại, mỗi lần như vậy, sâu trong Cửu U cung đều bộc phát ra linh lực cuồng bạo, làm cho không ít cường giả trong Cửu U cung kinh hãi lạnh mình. Bọn họ phát hiện, chỗ linh lực bạo tạc kia, dù là lục phẩm chi tôn đều không có cách nào thừa nhận. Quá trình này, kéo dài tới 10 ngày, mới bắt đầu giảm bớt, thẳng tới 2 ngày cuối mới dừng hẳn. Ở sâu trong Cửu U cung, linh lực bạo phát phóng lên cao, phô thiên cái địa, giống như một đầu hung thú đang hình thành. Biến hóa này, dẫn tới cường giả trong Cửu U cung sợ hãi, không ít người hướng tới chỗ sâu nhất trong Cửu U cung để phòng. Bất quá khi họ đang lo lắng, khí tức đáng sợ kia tựa hồ cũng không có đi ra, ngược lại bắt đầu trở nên yên lặng rút đi. Tình huống này làm cho nhiều cường giả cảm thấy mờ mịt, chỉ có thể đổ cho Mục Trần lại thất bại, rồi than thở tiếc hận rời đi. Trong khi những người khác đang tiếc hận, ở chỗ sâu nhất trong Cửu U cung, Mục Trần chắp tay đứng. Hắn nhìn vào linh lực chấn động đang dần tiêu tán trong không trung, ánh mắt có chút lóe lên, bộ dạng như đang cười, không giống như thất bại, lại như có chút hiểu ra. Thiên cấp linh trận. Mục Trần cúi đầu nhìn hai tay, khẽ cười một tiếng. Sau thời gian nửa tháng thể ngộ, dù thất bại nhiều lần, nhưng cũng giúp Mục Trần thể nghiệm DC uy lực của thiên cấp linh trận. Uy lực bực này, hoàn toàn chính xác hơn xa địa cấp linh trận. Không uổng hắn trong nhiều lần thất bại tìm ra thành công. Trong lòng cảm thán, ngoài đình viện đột nhiên vang lên tiếng bước chân rất nhỏ, hắn cười cười, không đợi các nàng lên tiếng, nói, vào đi. Hai thân hình sexy tiến vào, chính là tỷ muội Đường Băng cùng Đường Nhu. Đường Băng trong 2 năm qua tận chức tận trách làm đại quản gia Cửu U cung, địa vị chỉ dưới Mục Trần cùng Cửu U, nàng lúc này đã có một ít khí chất của thượng vị giả. Mà Đường Nhu thì TGC sau như một ôn nhu thẹn thùng. Mặc dù cùng Mục Trần vô cùng quen thuộc, nhưng thấy ánh mắt mỉm cười của hắn, khuôn mặt vẫn như cũ có chút hồng lên. Ngươi những ngày này có ý đem Cửu U cung chúng ta hủy đi phải không? Đường Băng đi tới, trắng mắt liếc Mục Trần, nói. Đối với Đường Băng ngày thường làm việc đặc biệt chăm chú, trong Cửu U cung mọi việc đâu ra đấy, Mục Trần chỉ có thể cười khan một tiếng. Tuy nói hắn hôm nay trong Đại La Thiên Vực địa vị cực cao, nhưng đối với tỷ muội Đường Băng thật tình coi như bằng hữu, tự nhiên không có khả năng áp bách với họ. Vực chủ để chúng ta đến thông chi cho ngươi, chuẩn bị ngày mai khởi hành đến Cửu U Tước tộc. Đường Băng làm việc vẫn gọn gàng linh hoạt, gặp mặt liền đem chính sự nói ra. Mục Trần nghe vậy, sắc mặt hởi đổi, nhẹ nhàng gật đầu. Đường Băng khẽ cắn cặp môi đỏ mọng, trên khuôn mặt xinh đẹp, sự lãnh nạo bắt đầu tán đi. Nàng nhìn chằm chằm vào Mục Trần, thấp giọng nói, Cửu U tỷ còn có thể trở về sao? Cửu U cung là một tay Cửu U tạo ra, mà các nàng là do Cửu U dẫn về, các nàng xem đây là nhà của mình, nhưng các nàng cũng biết, nếu Cửu U thực sự rời đi, Mục Trần như TRC vẫn có thể chống đỡ Cửu U cung không ngã, nhưng cảm giác vẫn thiếu một cái gì đó. Mục Trần nhìn Đường Băng có chút sa sút, Đường Nhu đã hai mắt đỏ hồng, hắn có chút trầm mặc. Cửu U ly khai, đối với các nàng mà nói, cũng là một loại đả kích thật lớn, bất quá ngày thường các nàng vẫn kiên cường không để lộ ra mà thôi. Nhưng khi Mục Trần phải ly khai, vẫn có chút không nén DC để lộ ra. Mục Trần nhìn đôi tỷ muội xinh đẹp TRC mặt, vươn tay ra vỗ nhẹ lên vai các nàng, khuôn mặt tuấn giật, nụ cười ôn hòa, nói, yên tâm đi, ta sẽ đem Cửu U trở về. Hai người nhìn thấy trên mặt Mục Trần bộ dáng tươi cười lộ ra vẻ ôn hòa, nhưng vẫn cảm giác DC trong lời nói ẩn chứa một tia kiên định. Hai tỷ muội đều nhoẻn miệng cười, dùng sức nhẹ gật đầu. Đúng rồi, ngươi đem theo cái này. Đường Băng đột nhiên lấy chiếc vòng trên cổ tay xuống đưa cho Mục Trần, nói, trong này có 150 vạn chí tôn linh dịch, là ta tận lực thu thập trong khoảng thời gian này, có lẽ sẽ cho ngươi một ít trợ giúp. Mục Trần nhìn Càn Khôn Trạc, có chút kinh ngạc. Hắn rất rõ, Đường Băng là một đại quản gia tận tâm và kỹ tính, chí tôn linh dịch của Cửu U cung đều trong tay nàng, giúp cho Cửu U cung đang dần trở thành thế lực khổng lồ có thể thuận lợi phát triển xuống. Trong dĩ vãng, Mục Trần hắn muốn từ chỗ nàng lấy DC một ít, chính là vô cùng khó khăn, cho nên lúc này, nhìn thấy nữ hài xưa nay keo kiệt vậy mà cho hắn số linh dịch lớn như vậy, khó tránh khỏi cảm thấy kinh ngạc. Nếu như Cửu U cung không còn ngươi cùng Cửu U tỷ, số chí tôn linh dịch giữ lại còn có ý nghĩa gì? Đường Băng như đọc DC suy nghĩ của Mục Trần, mấp máy môi nói, chợt nàng trừng mắt liếc Mục Trần, đừng cho là ta không biết ngươi thầm mắng ta là quỷ hẹp hòi. Mục Trần mỉm cười, cũng không cự tuyệt, ngu gì không lấy, về, số linh dịch này chắc chắn có chỗ cần dùng. Thu hồi Càn Khôn Trạc, hắn lần nữa nói, ta sẽ dẫn nàng trở lại, nhất định. Chúng ta tin ngươi. Còn có, ngươi cũng phải cẩn thận. Lần này lại là Đường Nhu nói. Khuôn mặt thẹn thùng, nàng nhìn chằm chằm Mục Trần, trong đôi mắt đẹp tràn đầy tín nhiệm. Mục Trần hít sâu một hơi, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về hướng Cửu U ly khai lúc TRC, bàn tay nắm lại. Cửu U, xem ra không thể nghe lời ngươi rồi, Cửu U Tước tộc, ta phải tới rồi. Chương 969, Cửu U giới. Đại thiên thế giới mênh mông vô tận, chủng tộc vô số, mà linh thú tộc là đứng đầu trong số đó. Bởi vì linh thú tộc đều có thiên phú dị bẩm, lại có tuổi thọ rất dài, nhờ đó tạo nên nội tình hùng hậu, làm cho thế lực nhân loại phải kiêng kỵ. Huyết mạch của linh thú tộc là phức tạp nhất trong cả đại thiên thế giới, mà lực lượng của chúng đều đến từ huyết mạch. Một ít chủng tộc có huyết mạch cường đại, đều được xưng là thần thú, ngay từ nhỏ đã có lực lượng cường đại, làm cho các tộc e ngại, kiêng dè. Bất quá cũng có một vài chủng tộc không phải thần thú, nhưng lại có tiềm năng sánh ngang với thần thú, mà Cửu U Tước tộc là đứng đầu trong số đó. Chủng tộc này là nhất mạch Phượng Hoàng, một khi thức tỉnh, trở thành viễn cổ bất tử điểu, coi như trong tộc Phượng Hoàng cũng là tồn tại đứng đầu. Chính bởi vì thế mà họ càng coi trọng huyết mạch. Một khi xuất hiện huyết mạch bất tử điểu tinh khiết, chính là nghiêm gia bảo hộ. Bất luận là cái gì làm ô nhiễm nó để bị coi là đại địch. Cửu U đại lục, tuy nói là một phiến đại lục nhưng đã tương đương với Bắc Giới, trong đại thiên thế giới cũng có danh khí không nhỏ. Mà danh khí này, đến từ chính chủ nhân của nó, Cửu U Tước tộc, với tư cách là chủng tộc đứng đầu trong linh thú tộc, Cửu U Tước tộc có thực lực cùng nội tình, ở bên trong đại thiên thế giới cũng DC coi là nhất lưu. Phải biết rằng, Đại La Thiên Vực là thế lực đỉnh cấp Bắc Giới, nhưng trong đại thiên thế giới còn không tính là nhị lưu. Loại thế lực này, cũng không phải chỉ dựa vào một vị địa chí tôn, dù là thượng vị địa chí tôn cũng không DC. Đại thế lực chính thức, càng coi trọng nội tình, ít nhất phải có từ 2 vị địa chí tôn, trở lên mới miễn cưỡng có thể xem là nhất lưu. Bởi vậy có thể thấy, Cửu U Tước tộc không phải là thứ mà Đại La Thiên Vực loại thế lực này có thể so sánh. Bất quá, chính thức làm cho thế lực khắp nơi coi trọng không phải trên phiến đại lục này, mà trung tâm của Cửu U giới, nằm ngoài vị diện đại thiên thế giới, Cửu U Tước tổ địa. Nghe nói ở thời kỳ viễn cổ, Cửu U Tước tộc là đi lên từ hạ vị diện không hề bắt mắt. Chỉ đến khi trong tộc xuất hiện một vị tổ tiên kinh tài tuyệt diễm, trực tiếp là cho Cửu U tộc tại đại thiên thế giới trở thành chủng tộc đứng đầu, sừng sững không ngã. Trong thời kỳ cường thịnh nhất, liên tiếp 3 đời đều có thiên chí tôn xuất hiện, coi như là Phượng Hoàng tộc đều vô cùng coi trọng, địa vị không hề yếu hơn. Mà Cửu U giới chỉ là một hạ vị diện, Sau DC đại năng trong tộc dùng thủ đoạn thông thiên liên kết với đại thiên thế giới, trở thành cửu u tước tổ địa. Loại chuyện này tại đại thiên thế giới cũng không hiếm. Dù sao đại thiên thế giới liên kết với vô số vị diện. Chỉ cần đội phá xiềng xích ngăn cách vị diện đi tới đại thiên thế giới, tuyệt đại đa số đều trở thành thiên chi kiêu tử, thiên phú cường đại. Chỉ cần hơi chút thích ứng, bọn họ đều có cơ hội tỏa sáng chói mắt. Mà điển hình nhất là vô tận hỏa vực viêm đế cùng võ cảnh võ tổ. Họ đều là tồn tại hùng bá một phương, khiến khắp nơi kính sợ và tôn sùng. Mà viêm đế cùng võ tổ đều từng xuất thủ cưỡng ép đả thông hạ vị diện của mình, tạo thành che chở, không có thế lực nào dám ngấp nghé. Cửu U tước tộc Cửu U giới đồng dạng cũng như vậy. Mà mục đích của Mục Trần chính là Cửu U giới, Cửu U giới, Cửu U Sơn. Ngọn núi này vô cùng to lớn, lơ lửng bên trong Cửu U giới, giống như một phiến đại lục, mà tòa cự sơn này chính là thánh địa Cửu U giới, đồng thời cũng chính là tổ địa Cửu U tộc. Nghe nói, con Cửu U tước đầu tiên chính là sinh ra tại đây. Mà hôm nay, trên cự sơn vang lên vô số tiếng chuông cổ xưa, vạn điểu tề minh, chấn nhiếp thiên hạ. Tại vị trí trung tâm nhất, tọa lạc một tòa cự sơn giống như cột chống trời. Trên đỉnh núi, mây mù che phủ, một tòa thạch đài to lớn hiện ra. Bốn phía quảng trường, trên vách núi, tồn tại mấy thanh ảnh tỏa ra linh lực chấn động cường đại. Mà ở vị trí chính giữa của quảng trường, thì lại là một mặt vách núi cao chót vót. Chỉ có điều lúc này vách núi đã biến thành từng tòa ghế đá cực lớn. Ở bên trên những ghế đá kia, đều có một đạo thân ảnh ngồi ngay ngắn, khí tức tỏa ra làm cho thiên địa run rẩy. Những thân ảnh này, chính là trưởng lão Cửu U tước tộc. Ánh mắt chuyển về phía quảng trường đá xanh, chỉ thấy ở đó có thêm hai người ngồi xếp bằng, quanh thân tỏa ra ba động linh lực cường đại, giữa lông mày hiện ra ngạo ý. Ngạo ý này không phải kiêu căng, mà là sự tự tin vào bản thân, để lộ ra sự ngạo nghễ. Lúc này, hai thân ảnh đều ngẩng đầu, ánh mắt hướng về những chiếc ghế đá. Ở đó, đang truyền ra thanh âm tranh cãi kịch liệt của mấy thằng già không chịu chết. Nước bọt bay tung tóe. Tất cả mọi người đều chú ý vào bọn họ. Thật ngu ngốc. Cửu U chính là tộc nhân có huyết mạch tinh khiết nhất trong ngàn năm qua, chính là cơ duyên để tộc ta khôi phục vinh quang xưa, sao có thể để một nhân loại phá hư DC. Một thằng mặt như xác chết hùng hổ nói. Theo ta nghĩ, lẽ ra phải bắt giữ tên Mục Trần đó về, dùng bí pháp tộc ta, cưỡng ép giải trừ liên kết huyết mạch của Cửu U và hắn Thiến D là DC. V. Không sai, đại la bé con kia có chút năng lực, nhưng ta không tin nàng sẽ vì một thằng gay mà đối nghịch với Cửu U tước tộc ta. Một thằng nữa lên tiếng. Ở mặt khác hơi nghiêng, Thiên Tước trưởng lão thì lại nhíu mày, nói, Mục Trần kia thiên phú không đơn giản, trên người mang một tia chân phượng chi uy, nghĩ cũng là người có đại cơ duyên, ta đã đáp ứng, chỉ cần hắn thiến chim khương nha, Tần Huyền sẽ cho hắn cùng Cửu U đi thần thú chi nguyên hưởng tuần trăng mật. Nghe chuyện đó, thằng mặt xác chết cười rồi nói, Thiên Tước, như ngươi nói thằng đấy chỉ là ngũ phẩm chí tôn. Tu vi này, Khương Nha hai thằng có thể đơn giản nghiền ép, nếu để cho hắn đại biểu Cửu U tộc tiến vào thần thú chi nguyên, lão phu không biết có cơ duyên hay không, chỉ sợ sẽ làm chậm trễ đại sự, đến lúc đó ai sẽ gánh chịu. Còn nữa, đã 2 tháng trôi qua, hắn vẫn không có dấu hiệu sẽ đến Cửu U tước tộc ta, có thể thấy hắn đã sợ hãi, tâm trí mềm yếu, quả thực làm bẩn huyết mạch tinh khiết của Cửu U. Thiên Tước trưởng lão nghe xác chết ngôn ngữ cay nghiệt, sắc mặt cũng có chút khó coi, sau đó hắn cũng lười nói với xác chết, mà đem ánh mắt hướng về khu vực trung tâm nhất, tồn tại một cái ghế đá màu vàng, một trung niên nam tử đang ngồi ngay ngắn trên đó, tuy hắn không nói gì, nhưng lại phát ra sự áp bách đáng sợ, không gian xung quanh như động lai. Hắn chính là tộc trưởng Cửu U tước tộc, Thiên Hoang. Bên cạnh hắn, một bóng hình xinh đẹp đang đứng, chính thị Cửu U, nàng nghe bọn giả cãi lộn, khuôn mặt trắng hơn dùng đớp, ngọc thủ nắm thật chặt. Tộc trưởng, việc này mau chóng quyết định, sớm xác định một trong hai người Khương Nha, Tần Huyền ai đi ai ở, dù sao thần thú chi nguyên lập tức sẽ xuất hiện, chúng ta cũng không thể cứ chờ thằng lon nào đó. Đợi, hắn đến thì còn làm ăn đê series nữa, về cái thằng xác chết nhìn ông thông gia trong mơ nói. Rất nhiều trưởng lão cũng nhìn về tộc trưởng, ở đằng xa, vô số tộc nhân Cửu U tước tộc, đều phóng ánh mắt tới, đợi tộc trưởng tự mình mở miệng, đem sự việc gây tranh cãi gần 2 tháng qua chấm dứt xuống. Thiên Hoang tộc trưởng sắc mặt bất động, tâm như bàn thạch, hai mắt khép hờ, sau đó nhìn thoáng qua khuôn mặt tái nhợt của Cửu U bên cạnh, trầm mặc một lát, thản nhiên nói, người này có ân với Cửu U, mà Thiên Tước trưởng lão lại đưa ra hứa hẹn, Cửu U tước tộc ta tự nhiên phải thủ tín, trong vòng 1 ngày, hắn có thể tới Cửu U giới, thiến hai thằng kia, danh ngạch thứ tư này có thể giao cho hắn. Hắn nói đến đây, ánh mắt trở nên lăng lệ ác liệt, nhưng mà, nếu người này sợ hãi trốn tránh, Cửu U tước tộc ta kiên quyết không cho phép kẻ này làm bẩn huyết mạch Cửu U, đến lúc đó bổn tộc dốc sức ra tay, đem hắn bắt về, nếu đại la vực chủ kia có ý ngăn cản, Cửu U tộc ta không tiếc khai chiến. Thanh âm của hắn giống như tiếng sấm vang vọng cả Cửu U Sơn, mà rất nhiều tộc nhân Cửu U Tước tộc nghe thấy lời nói cuối cùng của hắn ẩn chứa sát khí, đồng loạt biến sắc, mà chư vị trưởng lão ánh mắt lập lòe, cuối cùng đều im lặng, hiển nhiên đã đồng ý với quyết định của tộc trưởng. Bên cạnh Thiên Hoang tộc trưởng, trong mắt Cửu U hào quang lóe lên, chỉ cần Mục Trần âm thầm rời khỏi Đại La Thiên Vực, coi như Cửu U tộc cũng khó tìm ra hắn, đợi ngày sau hắn thật sự trưởng thành, đến lúc đó trong tộc đối với hắn cũng có điều kiêng kỵ, không dám tùy ý sằng bậy. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng cũng có chút thở ra, nghĩ đến lúc này Mục Trần đã rời xa Đại La Thiên Vực đi à nha. Nhưng mà, ý niệm này vừa hiện lên, bên cạnh nàng, Thiên Hoang đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung, trong mắt hiện lên tinh quang thâm thúy. Mà lúc hắn ngẩng đầu lên, bầu trời đột nhiên vặn vẹo, không gian vòng xoáy thành hình, bên trong vòng xoáy, hai đạo thân ảnh chậm rãi đi ra. Biến cố bất ngờ, trực tiếp dẫn tới vô số ánh mắt phóng tới, mang theo sự kinh ngạc, dõi theo hai đạo thân ảnh đang dần hiển hiện. Khi hai đạo thân ảnh dần rõ ràng, tất cả đều có thể nghe thấy một đạo thanh âm trong sáng, thăng này mà trong sáng thì ta là thánh nhân. Chương 970, hai lựa chọn. Trên không trung thanh thạch quảng trường cổ xưa, không gian vòng xoáy xuất hiện, khi thanh âm trẻ tuổi kia truyền tới, trong thiên địa có vô số đạo ánh mắt nhìn tới, sau đó rất nhiều Cửu U Tước tộc nhìn thấy, hai đạo thân ảnh đang chậm rãi đi ra từ bên trong vòng xoáy. Hai đạo thân ảnh, một thiếu nữ áo đen có đôi mắt hoàng kim, bên trong con người tràn đầy sự hờ hững cùng một loại áp bách làm lòng người sợ hãi, theo uy áp mà nàng phát ra, làm cho cường giả Cửu U Tước tộc trong lòng không nhịn DC phải chấn động, loại uy áp này, so với một vài trưởng lão trong tộc còn cường đại hơn. Mà bên cạnh nàng, là một thiếu niên cao gầy, hắn còn rất trẻ và đẹp trai, con ngươi màu đen giống như tinh không, khuôn mặt trong sáng cười cười, dù đang đối mặt với rất nhiều cường giả Cửu U Tước tộc, như cũ không hề sợ hãi. Hắn là Mục Trần, là nhân loại cùng Cửu U Điện Hà ký kết huyết mạch kết nối. Hắn thật sự dám đến Cửu U Tước tộc ta, thực sự là tìm chết, hắn thật cho rằng dựa vào lời hứa của Thiên Tước trưởng lão, là có thể đạt DC danh ngạch, may mắn chạy trốn để khỏi chết sao. Buồn cười, hai danh ngạch đó, chỉ Khương Nha cùng Tần Huyền có tư cách tranh đoạt, hắn chính là đoạt miếng ăn trong miệng họ, thật không biết trời cao đất rộng. Chỉ là nhân loại, cũng nguồn so đấu cùng thiên tài Cửu U Tước tộc ta, không biết sống chết. Khi vô số ánh mắt hội tụ trên người Mục Trần, trong phiến thiên địa này lập tức bạo phát vô số thanh âm. Đa số tộc nhân Cửu U Tước, trên mặt tràn đầy trào phúng. Trong 2 tháng ngắn ngủi, cái tên Mục Trần đã lui truyền rộng rãi trong Cửu U Tước tộc. Nhất là khi Mục Trần chậm chạp không tới, bọn họ cho là hắn sợ hãi, trốn tránh, dẫn tới sự khinh thường. Hơn nữa bởi vì Mục Trần làm ô uế huyết mạch bất tử điểu, càng làm cho đa số tộc nhân Cửu U Tước sinh lòng bất mãn. Khi những thanh âm trào phúng vang lên, ở giữa quảng trường, trên ghế đá, các trưởng lão Cửu U Tước tộc cùng đem ánh mắt lăng lệ nhìn về hướng Mục Trần. Ngươi chính là Mục Trần. Vị trưởng lão áo xanh, ánh mắt lăng lệ như dao găm nhìn Mục Trần, thanh âm lạnh lùng nói, không nghĩ ngươi thật sự dám đến, cũng DC, vậy thì giải trừ khế ước huyết mạch của ngươi và Cửu U đi thôi. Những người còn lại, đều quan sát Mục Trần. Đây là nguyên nhân mà họ cãi lộn trong thời gian qua, nhưng đến giờ mới DC nhìn thấy. Đây chính là kẻ cùng huyết mạch cao quý nhất tộc họ, trong ngàn năm qua ký kết khế ước sinh tử sao. Xem ra cũng chỉ bình thường, hoàn toàn không thể so sánh với thiên tài trong tộc của họ. Trên ghế đá trung ương nhất đăng kia, Thiên Hoang tộc trưởng cũng đang đánh giá Mục Trần. Chỉ bất quá, hắn càng thêm thâm trầm, không lộ cảm xúc, làm người ta không nhìn ra hỉ nộ. Một bên Cửu U đã tỉnh táo lại sau sự xuất hiện của Mục Trần. Nàng thầm cười khổ, nhưng không biết tại sao, trong lòng không hề TSF thất vọng, ngược lại sâu trong nội tâm hiện lên sự vui mừng. Lý trí bảo nàng, lúc này Mục Trần chỉ có rời đi mới an toàn, nhưng nội tâm lại không kìm nổi sự vui sướng. Cửu U vụng trộm nhìn phụ thân, trong lòng tinh tường, chuyện hôm nay, phải xem thái độ của người. Nếu hắn thật sự không để Mục Trần vào mắt, như vậy chuyện của hai người sẽ không còn hy vọng. Bất quá Thiên Hoang lịch duyện phi phàm, đối với Mục Trần không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào, làm cho Cửu U tâm thần bất định, không biết cha vợ đối với con dê có thái độ gì. Trong Cửu U Tước tộc, thanh âm nổi lên bốn phía, giữa không trung, Mạn Đà La trong mắt lé hàn quang, nàng nhìn chằm chằm thanh bào trưởng lão, cười lạnh nói, Mục Trần là người Đại La Thiên Vực ta, nếu ta đã đem hắn tới, vậy nhất định sẽ mang hắn trở về. Thanh bào trưởng lão nghe vậy, mỉa mai cười, nói, khẩu khí thật lớn, đã đến Cửu U Tước tộc ta, còn chưa đến phiên một cái Đại La Vực chủ vô danh như ngươi dương oai. Lão phu ngược lại hảo tâm khuyên ngươi, không nên can thiệp vào việc này, nếu không lửa giận của Cửu U Tước tộc ta, Đại La Thiên Vực của ngươi chịu không nổi đâu. Thời điểm thanh bào trưởng lão nói chuyện, hắn đã mãnh liệt từ trên ghế đá đứng lên, linh lực khủng bố, uy áp tỏa ra mãnh liệt. Đằng sau hắn, linh lực mơ hồ biến thành biển lửa cực lớn, uy áp kinh thiên. Hiển nhiên hắn định trực tiếp đè ép khí thế của Mạn Đà La, một khi nàng yếu thế, dùng thực lực Mục Trần, sẽ không còn cách nào phản đối bất cứ phán quyết gì của bọn họ. Uy áp đáng sợ cũng làm cho Mục Trần biến sắc, trên thân như có một tòa núi lớn, làm cho linh lực trong người trở nên trì trệ. Hừ, bất quá khi uy áp ngày càng lớn, ở bên cạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn Mạn Đà La cũng chìm xuống, nàng hừ lạnh một tiếng, bước lên phía TRC, chỉ thấy không gian dưới chân nàng giống như thủy tinh trực tiếp vỡ vụn, trực tiếp đem viên tức cực lớn do linh lực Thanh Bảo trưởng lão kia biến thành bao phủ. Phanh, linh lực va chạm, viên tước phát ra thanh âm thê lương, trước vô số ánh mắt rung động, trực tiếp nổ tung, mà Thanh Bảo trưởng lão cũng là sắc mặt đại biến, thân hình chấn động lui về sau, ghế đá dưới chân xuất hiện vết dạn chằng chịt, sắp vỡ vụn. Mấy vị trưởng lão chung quanh, không nhịn DC kinh hô, thượng vị địa chí tôn. Thiên Tước trưởng lão đồng tử cũng co rút lại, 2 tháng TRC, khi hắn nhìn thấy Mạn Đà La, nàng mới bước vào thượng vị địa chí tôn. Không ngờ chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi nàng đã chính thức trở thành thượng vị địa chí tôn. Thực lực bực này, đã vượt qua rất nhiều trưởng lão trong tộc, đủ để cùng tộc trưởng sánh vai. Trên vị trí đầu não, trong mắt Thiên Hoang tộc trưởng xẹt qua tia kỳ quang, hắn nhìn Mạn Đà La thật sâu, rốt cuộc cũng mở miệng. Thanh am trầm thấp, nghĩ không ra vực chủ đã bước chân vào cảnh giới này. Thực lực như vậy, trong Thiên La đại lục, ngược lại không sai. Thanh âm truyền ra như hóa thành thực chất, trong không trung khuếch tán, theo đó, trùng kích trên người Mạn Đà La phát ra yên lặng tiêu tán, giống như bị triệt tiêu. Nhìn thấy nột màn này, con người Mạn Đà La hơi híp lại, trong thần sắc nhiều hơn một phần kiêng kỵ. Từ thủ đoạn này mà xem, hiển nhiên Thiên Hoang tộc trưởng đã sớm đạt tới cấp độ thượng vị địa chí tôn. Thiên Hoang tộc trưởng quá khen. Mạn Đà La thản nhiên nói, bất quá hôm nay ta đem Mục Trần tới đây, chính là vì ước định với Thiên Tước trưởng lão, mong quý tộc thủ tín, nếu không Đại La Thiên Vực ta dù không bằng quý tộc, nhưng nếu vạch mặt, đối với song phương cũng không DC bất kỳ chỗ tốt nào. Thanh Bảo trưởng lão nghe vậy, sắc mặt tái nhợt, nhưng không nói DC gì. Thực lực của Mạn Đà La đáng giá cho Cửu U Tước tộc coi trọng. Thiên Hoang tộc trưởng sắc mặt không đổi, ánh mắt từ trên người Mạn Đà La chuyển về phía Mục Trần, thanh âm bình đạm nói, ngươi là Mục Trần. Mục Trần có thể bình thản đối mặt với những trưởng lão Cửu U Tước tộc kia, nhưng khi đối mặt với Thiên Hoang, chẳng biết tại sao luôn có chút chột dạ, dù sao cũng là phụ thân Cửu U. Vãn bối Mục Trần, bái kiến Thiên Hoang tộc trưởng. Đè xuống tâm tình, Mục Trần vội vàng ôm quyền cung kính đáp. Thiên Hoang tộc trưởng thản nhiên nói, ngươi cùng Cửu U có khế ước huyết mạch, là khi các ngươi đối mặt sống chết, nên không thể trách ngươi, nhưng huyết mạch Cửu U đối với tộc ta vô cùng quan trọng, nay huyết mạch của nàng bị ô nhiễm, có thể ảnh hưởng tới tiến hóa sau này của nàng. Mục Trần nghe vậy, trong lòng trầm xuống. Không nghĩ tới khế ước huyết mạch đối với Cửu U lại mang đến tai họa này. Nhưng nếu Cửu U có thể đạt DC thần huyết bất tử điểu trong thần thú chi nguyên, không chỉ có thể thanh trừ trọc khí, còn có thể cường hóa triệt để huyết mạch của nàng. Hắn liếc Mục Trần nói, nhưng bên trong thần thú chi nguyên, cạnh tranh vô cùng thảm khốc, các tộc lớn đều tiến vào, dù là Cửu U Tước tộc ta cũng không có chút lợi thế nào, ngươi hiểu chứ? Mục Trần nhẹ nhàng gật đầu. Thiên Hoang tộc trưởng phất phất tay, nói, bởi vì khế ước huyết mạch, ngươi có 2 lựa chọn, một là dựa theo ước định với Thiên Tước trưởng lão, nếu ngươi thành công, có thể trợ giúp Cửu U đạt DC huyết mạch hoàn mỹ, sự tình khế ước, Cửu U tộc ta sẽ không so đo, hơn nữa ngươi còn đạt DC tình hữu nghị lớn nhất của tộc ta, đương nhiên, khó khăn trong đó, trong lòng ngươi tự hiểu. Mà nếu ngươi đối với bản thân không có tự tin, niệm tình ngươi đã từng cứu tính mạng Cửu U, ta sẽ không tính toán với ngươi. Nhưng ngươi phải ở trong Cửu U Tước tộc ta 10 năm. Nói đến đây, ánh mắt Thiên Hoang tộc trưởng trở nên lợi hại, hắn nhìn Mục Trần, nói, bây giờ, ngươi có thể cho ta biết lựa chọn của ngươi không? Trong thiên địa, vô số tộc nhân Cửu U Tước tộc đều nhìn lên, quan sát thân ảnh trẻ tuổi kia, bọn họ cũng muốn biết lựa chọn của hắn là gì. Theo bọn hắn xem, tộc trưởng giã đưa cho Mục Trần điều kiện hậu đãi nhất, mà điều kiện thứ 2, càng là thả cho hắn một mạng, tuy nói giam lỏng 10 năm. Nhưng tính mạng DC bảo toàn, đồng thời không bị việc khế ước là liên lụy. Trong sân rộng, trong ánh mắt 2 thân ảnh đang ngồi xếp bằng tràn đầy sự ngạo nghễ, ánh mắt nhìn Mục Trần hiện lên sự cười nhạo. Kẻ này, chắc chắn sẽ chọn điều thứ 2, bằng không muốn từ trong tay họ cướp lấy danh ngạch, quả thực chính là mơ tưởng. Lúc éo nào mấy thằng như này cũng vậy rồi đến lúc bị đánh cho phù mỏ lại gào thét, như mấy thằng động kinh, ngu đến tội, về trong vô số ánh mắt chú mục, Mục Trần nhìn chằm chằm Thiên Hoang tộc trưởng, sau đó hướng về Cửu U cười cười. Nháy mắt sau, thân hình khẽ động trực tiếp tới trên quảng trường, cuối cùng nhìn về phía 2 đạo thân ảnh kia, ôm quyền nói, 2 vị, Đại La Thiên Vực Mục Trần, đến đây lấy danh ngạch.